Vâng ạ, em chào đại gia đình Nhiêu Lan nhé. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vào xem like chia sẻ nhiều nữa các hội nhóm cho em đi ạ. 30 người em sẽ chơi mini game nhá. Vâng, em chào bác Tiến Mạnh ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Mười năm người em ghi phiếu, 30 người em sẽ chơi mini game nhé mọi người nhá. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, em chào anh Tiến Mạnh ạ. Mọi người xem like chia sẻ comment cho em nhiệt tình đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho em đi ạ. Hai lần trên trang cá nhân nhé mọi người nhá. Hai lần trên cá nhân này. Vâng ạ, em chào 8 người đang xem like ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Em chuẩn bị ghi phiếu đây ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho em đi ạ. Vâng ạ, em chào bác Phạm Cần ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm, kéo mưu lên cho em đi ạ. 15 người em sẽ ghi phiếu cho mọi người nhá. Vâng ạ, em chào bác Ý Trung Nguyễn ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên hội nhóm cho em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai nhiều lần lên hội nhóm ạ. Kéo mưu cho em đấy mọi người ơi. Vâng ạ, sao em mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm nhé mẹ. 30 người em sẽ bốc nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Đây ạ, hôm nay em lấy con hồng mắt xước hòa bình chơi mini game nhé mọi người nha. Một mầm gốc rồi nha, kỳ 52 nha mọi người nha. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vừa xem like chia sẻ cho em đi ạ. Nhiều mầm gốc rồi nha mọi người nhá. Đấy mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Đấy cái có cái thân to này này. 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Lá mít nha mọi người nhá. Đấy có bác nào ok đây. Dòng Hà Bình nhá, Hòa Bình nhá mọi người nhá. Đây ạ. Chưa có mặt hoa đâu. Chưa mặt hoa này, ba thân thân già này rất chi là dài luôn rồi này. Đây ạ. Nhiều rất chi là nhiều rồi ạ. Nhiều thân đây ạ mọi xanh người xem. Đẹp. Hàng xanh sạch đấy ạ. Đấy, con đấy 8 triệu rồi, cả giò đấy 8 triệu rưỡi, có bác nào ok thì chốt cho em đơn đấy nhá. 8 triệu rưỡi cả cái giò này nhá, mọi người nhá. Đấy, phòng lá mít nhá mọi người nhá. 8 triệu rưỡi. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Em chào tất cả mọi người xem live, mọi người xem live chia sẻ cho em đi ạ. Em bắt đầu ghi phiếu đây mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ.
Người à không thấy gì. Vâng ạ. Đây cái giò này đây mọi người ơi. Rất chi là nhiều thân luôn này. Đấy mọi người nhìn coi. Dòng đá mít vào bình này. Chưa có một hoa nha mọi người nhá. Ba kỳ dài này. Rất chi là nhiều đây. Cả giò này 8 triệu rưỡi có bắt là chốt thì ok cho em đơn này này. 8 triệu rưỡi này. Đấy mọi người đấy. Vâng ạ. Em bắt đầu ghi phiếu đây ạ. Bác nào chia sẻ comment đã chia sẻ em ghi phiếu nào. Mọi người chia sẻ nhiều nữa không? Nhóm kéo mưu lên cho em nào. Kéo mưu cho em mọi người ơi. Khác đi. Khác đi. Em bắt đầu ghi phiếu đây mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Đấy cái giò đằng sau này nhá mọi người nhá. Lá mít này. Hòa Bình, dòng lá mít Hòa Bình này. Rất chi là nhiều luôn, ba thân già này. Cả giò này 8 triệu rưỡi có bao nhiêu chốt thì ok cho em này. 8 triệu rưỡi giò này nhá mọi người nhá. Đấy 8 triệu rưỡi cho giò này, ba thân già này. Rất chi là nhiều luôn thân ở trên này rồi nhá. Vâng ạ, em chào bác cháu chào ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Các bác chia sẻ comment này, đã chia sẻ em ghi phiếu nào. Quà là một con hồng nhá, mọi người nhá, hồng mắt xước Hòa Bình này, kia 52 một mồng gốc rồi nhá. Đây ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ comment nhiệt tình cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Kéo mưu lên cho em mọi người ơi. Mọi người kéo mưu lên cho em nào. Vâng, em chào bác Mai Võ Bạch ạ. Mọi người xem like chia sẻ comment đã chia sẻ em ghi phiếu nào. Em bắt đầu ghi phiếu nào mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Các bạn nào chia sẻ comment là đã chia sẻ em ghi phiếu nào. Mọi người chia sẻ like cho em đi ạ. Chia sẻ nhiều nữa các hội nhóm kéo mưu cho em đi ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, cho bác Mai Võ Bạch một phiếu này. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều nữa các hội nhóm cho em đi ạ. Các Mai Võ Bạch có một phiếu nha. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Các Mai Võ Bạch có phiếu này. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, cho bác Nguyễn Hữu Thọ một phiếu này. Lâu thế. Các bác chia sẻ nhiều nữa không nhóm em ạ. Cho bác Nguyễn Hữu Thọ một phiếu. Nguyễn Hữu Thọ có phiếu rồi này. Các bác Nguyễn Hữu Thọ một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Các Nguyễn Hữu Thọ có phiếu này. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm em đi ạ. Kéo mưu cho em đi ạ. Các Nguyễn Hữu Thọ có phiếu nha. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Kéo mưu lên cho em ạ, chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho em ạ. Bác Mai Võ Bạch có phiếu rồi nhá. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, cho bác Tý Trung Nguyễn một phiếu này. Lên sớm thế. Vâng ạ, à, hôm nay em lên sớm ạ. À. Lên muộn mọi người đi ngủ hết rồi ạ. À. Vâng ạ, à, cho bác Tiến Mạnh một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. À. Mọi người chia sẻ kéo mưu lên cho em ạ. À. 30 người em sẽ chơi mini game nhá. Bác
con giò lá mít Hòa Bình này nha mọi người nhá. Ba thân dài là rất chi là nhiều kim luôn rồi nhé mọi người nhá. Mầm gốc rất chi chít luôn này. Con này có bao nào ok 8,5 triệu thì chốt cho em đây này nha mọi người nhá. Cả giò này nhá mọi người nhá. Đấy có bao nào chốt thì ok cho em nha. 8,5 triệu nha giò lành mọi người nhá. Vâng ạ, cho bác Trường Lê Xuân một Trường một phiếu là. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Bác Trường Lê Xuân một phiếu này. Bác Thắng cần có phiếu rồi nha. Mọi người chia sẻ nhiều nữa thôi, nhớ cho em về kéo mưu cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ kéo mưu cho em về ạ. Vâng, anh em chào 10 người đang xem live của em ạ. Mọi người chia sẻ nhiều nữa thôi, nhớ cho em về ạ. Kéo mưu cho em về ạ. 30 người em sẽ bốc nha mọi người nha. Hôm nay nhà em có ám Phân Thùy này, ám cổ Văn Giang Nguyên này, ám mắt đỏ Hòa Bình nhá mọi người nhá, và hồng à. Và cái giò lá mít này, mọi người xem like chia sẻ comment cho em đi ạ. Và ngày em thấy bác Hai Văn rồi này, cho bác Hai Văn một phiếu này. Bác Phạm cần có phiếu rồi nhá. Mọi người xem like chia sẻ comment cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Bác hai Nia Văn có phiếu rồi này. Bác hai Nia Văn có phiếu rồi này. Mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Bác hết là bạn có phiếu rồi này. Và ngày em chào 10 người đang xem ạ. Mọi người chia sẻ comment nhiệt tình cho em đi ạ. 30 người em sẽ chơi mini game mọi người ơi. Mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Hôm nay nhà em có ám Phân Thùy nha mọi người nhá. Ám cổ Văn Giang Nguyên này, ám mắt đỏ Hòa Bình này, và hồng nhá mọi người nhá, hồng mắt xúc Hòa Bình nhá. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, em chào 13 người đang xem ạ. Các bác kéo mưu đi cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ comment đi cho em đi ạ. Bác nào chưa có phiếu, ít phiếu quá mọi người ơi. Bác nào chưa có phiếu comment là đã chia sẻ em ghi phiếu nào. Mọi người chưa có phiếu comment là đã chia sẻ em ghi phiếu nào mọi người ơi. Lại tụt mưu các bác ơi, các bác chia sẻ nhiều nữa các hội nhóm cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều nữa các hội nhóm cho em đây ạ. Kéo mưu lên cho em đây ạ. Mọi người chia sẻ kéo mưu lên cho em đây ạ. 30 người em sẽ bốc, mọi người kéo mưu nhanh lên cho em đây ạ. 30 người em sẽ bốc nhé mọi người nhá. Bác Mai Võ Bạch có phiếu rồi này. Bác Nguyễn Hữu Thọ có phiếu rồi này. Vâng ạ, cho bác Ngô Tiến chia sẻ cho em đi ạ, cho bác Kiếp Đam Mê phiếu này. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Kiếp Đam Mê này, cho bác Kiếp Đam Mê một phiếu này. Vâng ạ, cho bác Sắc Không Sắc một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, à, mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Mới có 13 người đang xem thôi ạ. Đây có bác nào thích cái giò này nhá mọi người nhá. Cả cái giò lá mít Hòa Bình này. Con này 8,5 triệu cả giò này nhá mọi người nhá. Ba thân già rất chi là nhiều mầm gốc chi chít luôn rồi ạ. Đấy 8,5 triệu bác nào ok thì chốt cho em lần này này.
Vâng ạ, cho bác Hoàng Yến một phiếu này, em thấy bác rồi nhá. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên hội nhóm cho em đi ạ. 30 người xem bốc mọi người ơi. Vâng ạ, cho bác Phạm Nam một phiếu này. Và 40 người xem em sẽ tặng luôn cả tiền ship luôn. Phạm Nam có phiếu nha, vâng, cho bác Trung Quân một phiếu này. Mọi người kéo mail lên cho em đi ạ. Cho bác Trung Quân một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Bác Trung Quân một phiếu này. Chia sẻ. Không chia sẻ. Bác không chia sẻ em bốc chúng là không có quà đâu nhá. Vâng, cho bác Trịnh nhà. Trịnh An đi nè một phiếu này. Vâng ạ. Cho bác Giao Long một phiếu này. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Giao Long này. Kéo mưu nữa cho em mọi người ơi. 40 người em sẽ tặng luôn cả tiền ship luôn. Vâng ạ, cho bác Trần Phong một phiếu này. Bác Hoàng Yên có phiếu rồi nhá. Trần Phong một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em, kéo mưu cho em với mọi người ơi. Kéo mưu lên cho em với ạ. Vâng ạ, cho bác Đỉnh Sạc một phiếu nhá. Mọi người comment chia sẻ cho em đi nào. Bác Giao Long có phiếu rồi nhá mọi người nhá. Bác Trần Phong có phiếu này. Mọi người chia sẻ kéo mưu lên cho em ạ. Cho bác Sơn Nguyễn một phiếu này. Kéo mưu cho em với mọi người ơi. Chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho em ạ. Bác Đỉnh có phiếu rồi nhá. Vâng, em chào bác Đỗ Hường ạ. Bác Tý Trung Nguyễn có phiếu rồi này. Bác Giao Long có phiếu rồi này. Vâng, em thấy bác Trọng Nguyễn rồi nhá. Vâng ạ, cho bác Hoa Điệp một phiếu này. Đây bác Hoa Điệp một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ kéo mưu cho em đi ạ. Cho bác Nam Khanh Hoa Lam một phiếu này. Mọi người chia sẻ kéo mưu cho em đi ạ. Vâng ạ, cho bác Đỗ Hương một phiếu này. Cho bác Đỗ Hương một phiếu này. Vâng ạ, cho bác La La một phiếu này. Mọi người chia sẻ kéo mưu cho em về ạ. Kéo mưu lên cho em về ạ. Này bác La La một phiếu này. Vâng, cho bác Gia Bé Bom một phiếu này. Ba Bé Bom này. Mọi người comment chia sẻ cho em bảo. Bác Đỗ Hương, bác La La có phiếu rồi này. Mọi người chia sẻ kéo mưu cho em về ạ. Vâng, cho bác Trung Quân một phiếu này. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Comment cho em đi ạ. Nhiệt tình cho em đi ạ. Rồi, mọi người chia sẻ em bốc đây ạ. Vâng ạ, cho nốt bác Nguyễn Quốc Thịnh này. Kéo mưu cho em mọi người ơi. La La một phiếu rồi này. Bác có phiếu rồi, bác Mai Võ Bạch có phiếu rồi nè. Lại tụt mưu rồi, mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho em ạ. Vâng, cho bác Thắng Nguyễn một phiếu này. Tuấn Khanh có phiếu rồi này. Thắng Nguyễn một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ. Em chia sẻ xong có. Bác Mai Yến Nhi có phiếu rồi nhá. Bác Thắng Nguyễn này. Mai Yến Nhi có phiếu rồi nhá. Vâng ạ, cho bác Nguyễn Hữu Thọ một phiếu này. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Comment chia sẻ cho em đi ạ. Nguyễn Hữu Thọ này. Em chuẩn bị bốc đây ạ. Mọi người mà chưa chia sẻ là không có quà đâu nhá. Vâng ạ, cho bác Hồ Cảnh một phiếu này. Vâng, em chuẩn bị bốc cho. Bao là chúng em em chi luôn, em bao luôn cả ship. Nguyễn Hữu Cảnh một phiếu này. Vâng ạ, hôm nay đông quá. Vâng ạ. Cho bác Thu Hà một phiếu này. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Đây ạ, bác Mai Yến Nhi có phiếu rồi nhá. Bác Bùi Bùi một phiếu này. Em bốc đây ạ. Bác nào vào sau chưa chia sẻ là em bốc đây ạ. Vâng, cho bác Đào Huấn một phiếu này. Mọi người comment chia sẻ cho em đi ạ.
này. Bác Tuấn Khanh có phiếu rồi này. Bác Bùi Bùi có phiếu rồi nhá. Mọi người vừa xem cho bác Đào Phúc nữa một phiếu này, em bốc này. Còn có 3 người, 6 người đang xem thôi ạ. Bác Sơn Nguyên có phiếu rồi này. Mọi người chia sẻ comment cho em này. Bác Trần Trân có phiếu rồi này. Bác Đức Cảnh có phiếu rồi này. Bùi Bùi có phiếu rồi nhá. Em bốc đây ạ. Em bốc đây ạ. Đang bốc đây ạ. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ comment cho em đi ạ. Bác nào mà chưa bốc là sẽ không, à, chưa chia sẻ là không có quà đâu nhá. Bác Nguyên Quốc Thịnh có đây không nào? Chưa được 40 người, có 36 người thôi. Bác Nguyên Quốc Thịnh có đây không ạ? Bác Nguyên Quốc Thịnh có đây không ạ? Nguyên Quốc Thịnh này. Có 35 người đang xem, mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho em ạ. Mọi người cứ chia sẻ comment nhiệt tình cho em đi ạ. Bác Nguyên Đức Thịnh có đây không ạ? Không có, em bốc người khác đây ạ. Bác Nguyên Quốc Thịnh còn đây không ạ? Bác Trần Trân có phiếu rồi nhá. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người đã chia sẻ và ủng hộ nhà em nhá. Nào bác Trần Nguyên Quốc Thịnh có đây không? Em bốc người khác này. Vâng, em bốc người khác đây ạ. Mọi người chia sẻ cho em chưa ạ? Bốc người khác này. Vâng ạ, em cảm ơn. Vâng, em thấy bác Quốc Anh rồi nhá. Hôm nay bác vào muộn đây ạ. Bác Thu Hà còn đây không ạ? Bác Thu Hà còn đây không ạ? Vâng ạ, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Bây giờ còn có 31 người đang xem rồi ạ. Em thấy mọi người rồi nhá. Vâng ạ, em chào 30 người đang xem cho like của em. Mọi người xem vừa chia sẻ comment cho em đi ạ. Nào bác Thu Hà còn đây không ạ? Nào bác Thu Hà còn đây không ạ? Lại tụt mưu rồi mọi người ơi, còn có 30 người thôi ạ. Bác Thu Hà còn đây không ạ? Bác không còn đây, em bốc người khác rồi ạ. Nào bác Thu Hà còn đây không ạ? Bác Thu Hà không còn đây, em bốc người khác đây ạ. Em bốc người khác đây ạ. Ông đang ngồi nhé. Bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Các bác này vừa. Bác Thu Hà ơi, em gọi mãi không có. Bác em bốc người khác rồi nhá. Đây ạ, bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Đấy, mọi người comment là bác Thu Hà chưa chia sẻ đấy. Tại vì em gọi bác không thấy, em bốc người khác rồi nhá. Bác thông cảm, gọi mãi không thấy bác đâu. Bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Bác Thu Hà em bốc người khác rồi ạ. Bác Thu Hà còn đây không ạ? À bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Bùi Bùi ạ. Bác Bùi Bùi còn đây không ạ? Đi săn chỗ khác rồi. Em bốc người khác đây ạ. Em bốc người khác nha mọi người nha. Các bác lại chạy đi đâu hết rồi. Gọi mãi không thấy đâu. Vâng, bác Đào Phúc còn đây không ạ? Mọi người chia sẻ cho em chưa? Bác Đào Phúc chia sẻ cho em chưa nào? Mọi người ơi, bác Đào Phúc còn đây không ạ? Chưa. Đấy, bác Đào Phúc còn đây thì ok cho em này. Nào bác Đào Phúc còn đây cho em xin một chấm nào. Bác Đào Phúc ơi, bác còn đây không ạ? Bác Đào Phúc có đây không ạ? Nào, không có, em bốc người khác đây ạ. Các bác còn chạy đi, chạy xô hết rồi. Okay. Em bốc người khác đây mọi người nhá. Đây ạ, xem bác nào may mắn nào. Mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Lại còn có 30 người đang xem thôi ạ. Bác Nana còn đây không ạ? Bác Nana còn đây không ạ? Đây
Cái này là mít Tam Nguyên. Đúng dòng mít Tam Nguyên nhưng mà chưa rõ được mặt hoa thôi, còn cái này tao bác Nana còn đây không ạ? Mọi người vừa chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ. Bác Nana chia sẻ cho em chưa ạ? Vâng ạ, em thấy bác Nana rồi nhá. Không. Bác chia sẻ cho em chưa ạ? Bác Nana chia sẻ cho em chưa? Đấy, kiểm tra xem bác Nana chia sẻ chưa? Vâng ạ, bác inbox cho em cái địa chỉ, cái số điện thoại bác ạ. Bây giờ em sẽ lên đơn đầu đây ạ, vừa bán vừa giao lưu mọi người nhá. Em sẽ lên đơn đám cổ con Giang Nghiên đây. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Mở hàng đầu line này 250k, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Vâng ạ, em chào bác Trang Mai ạ. Đấy bác La La, cho em xin ghi địa chỉ cái số điện thoại với ạ. Con này 250 cho đám cổ con Giang này, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 250k này, có bác nào chốt thì ok này. Vâng ạ, em thấy bác Hồ Cảnh ạ. Con này 250 có nào chốt được ok cho em này. 250k cho đơn nắm cổ con Giang Nghi này nha mọi người nhá. 250k này. Không có. Em thấy bác Nana rồi nhá. Bác comment cho em cái địa chỉ, cái số điện thoại với ạ. Em thấy bác Nana rồi nhá. Bác Thu Hà ơi, em bán hàng Văn Minh. Em chơi mini game để vui mọi người thôi nhá. Em gọi bác không thấy đâu. Em bán hàng Văn Minh mà bác lên live bác nói em như thế là không được đâu bác Thu Hà. Em gọi bác không thấy bác đâu. Vâng, em thấy với bác Nana rồi nhá. Đây là con ám cổ con Giang Hưng Yên này. Đấy, vì một con mini game mà bác Thu Hà bác lên live bác chửi em đấy mọi người thấy. Bác ấy, em bán hàng rất chi là văn minh luôn, chơi mini game chỉ là vui với mọi người thôi ạ. Đây là con này 250 có là chốt thì ok cho em đơn này này. 250k mọi người nhá. Thế ta đang gì không để được, đang bao lắm này. 250k cũng là chốt. Ngày mai không ai chốt con đơn này ta sẽ để đó. Em không thấy để ý. Anh ơi, em xem ở máy chủ không không thấy. Máy chủ không có nhá. Em không thấy ạ. Em xem ở máy chủ không thấy có luôn ạ. Em gọi mãi có thấy bác ấy đâu ạ. Em xem ở máy chủ nhá mọi người nhá. Đấy con này 250k, có nào chốt thì ok cho em đơn này này. 250k cho đơn đám cổ con Giang Nghiên này. 250k nha mọi người nhá. Có nào chốt mở hàng cho em thì ok cho em đơn này này. 250k này. Em xem máy chủ không thấy ạ. Em gọi mãi có thấy bác ở đâu ạ. Đấy con này 250, có nào chốt thì ok cho em đơn này này. 250k nha mọi người nhá. Con này mít, dễ mít cả nguyên. 250k. Có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Cái lợi dụng gì? Như đây bò tao của tôi bán. Em xem máy chủ của em không có nên em mới bốc người khác ạ. Mọi người thông cảm cho em nhá. Em xem ở máy chủ ạ. Đấy con này 250 có bắt đầu chốt thì ok cho em đơn này này. Đợi tí xem có ai chốt không. Đấy con này 250 có nào chốt thì ok cho đơn đơn này này. Ám cổ bán Giang Yên nha mọi người nhá. 250 này. 250k nha mọi người nhá. Hai trăm năm mươi k có nào chốt thì ok cho đơn này này. 250k cho đơn ám cổ bán Giang Yên này nha mọi người nhá. Đây ạ, em sẽ lên một đơn ám phân thùy nha mọi người nhá. Lên một con ám phân thùy đây mọi người ạ. Đây ạ, con này 25 xe rồi mọi người nhá. Con này bác nào chốt thì ok cho em 700k này. Cho con ám phân thùy này nhá mọi người nhá. Kỳ này rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Cho xem mặt hoa ám phân thùy vào. Ok. Đưa mặt hoa đây. Ôi thôi thôi, cái để đây.
Mai nếu mà không có ai chốt tao để thôi. Một kia. Mấy mắt đấy anh. Bây giờ cái gì? Xem cái gì? Mặt hoa Vân Thủy. Cái này chưa có mầm gốc nha mọi người nhá. Con này hơn 20 cm rồi này. Vì bộ dáng 1,5 triệu xem có ai không có ai chốt tao để. Đây là mặt hoa đây ạ. Cái này nhá. Mặt hoa của Á Vân Thủy đây nhá mọi người nhá. Đấy bác Trần Ngọc Lam ạ. Mặt hoa của Á Vân Thủy đây ạ. Nhưng mà ngày mai. Con này 700k quá là chốt thì ok cho em đây này này. 700k. Cho con Á Vân Thủy này hơn 20 cm nha mọi người nhá. 700k quá là chốt thì ok cho em này. 700k mọi người nhá. 700k quá là chốt thì ok cho em này. Mấy bác Đạo Phúc ơi, bác hỏi cái gì nhỉ? Con này chưa mầm gốc nha mọi người nhá. Con này 700k có nào chốt được ok cho em này, hơn 20 cm này. 700k đơn này có bác nào chốt được ok cho đơn Ám Phân Thủy này nhá mọi người nhá. Ám Phân Thủy. Con này hơn 20 cm mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em 700 này. 700k này, có bác nào chốt thì ok cho em này. 700k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 700k nha mọi người nhá. Cho đơn này. Bác Đạo Phúc có hỏi gì ạ? Đây em sẽ lên một đơn Á Phân Thủy nữa nha mọi người nhá. Đây ạ. Nếu mà trong tối nay không được chưa ám cổ kỳ nhỏ không. Vâng bác Đăng Tuấn Nguyễn á, ám cổ đây ạ. Con này 250 bác chốt thì ok cho em đây này, 250 này. Bác Nguyễn Đăng Tuấn ạ, 250 kỳ nhỏ này nhá. Thực ra 250 là giá giao lưu rồi. Đấy bác chốt thì ok cho em đây này này. 250k này. 250k bác nào chốt thì ok cho em này. Chúng game mà không dạ anh. Bác Đạo Phúc ơi, bác trúng hôm nào nhở? Em chưa thấy bác Đạo Phúc trúng hôm nào nào. Bác trúng của nhà em hôm nào nhở? Tất cả mọi người trúng em gửi hết rồi nhá. Mọi người trúng game của nhà em này em gửi hết. Bác Đạo Phúc em chụp cả màn hình. Em không thấy bác Đạo trúng Đạo Phúc trúng hôm nào cả. Bác trúng hôm nào bác comment cho em ạ. Ngày để em kiểm tra ạ. Em cho mọi người xem ảnh luôn ạ. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Đây đơn ám cổ Văn Giang này 250 có bao nào chốt thì ok cho em này. 250k nha mọi người nhá. Đơn ám cổ Văn Giang Nguyên này, có bao nào chốt thì ok cho em này. 250k có bao nào chốt thì ok cho em đơn này này. Vừa rồi ạ. Vừa rồi là bác la la trúng chưa ạ? 50 người. Bác Thu Hà trúng nhưng em gọi mãi không thấy. Nên em bốc người khác rồi ạ. Bác thông cảm ạ. Tại vì chơi mini game để vui mọi người thôi ạ. Cái này theo máy chủ của em nhá mọi người. Em là theo máy chủ của em chứ mọi người bảo là em gọi mãi có thấy bác cái đâu ạ. Anh em hình dung phải là giữ 20 người comment cùng một lúc thì không bao giờ hiện tất cả 20 người đâu. Em ra theo máy chủ của em nhá mọi người nhá. Mặt bông của ám cổ Văn Giang Nghiên này ạ. Chơi mini. Tắt là chim gì? Ai tắt? Rồi. Đây cái gì? Đây ạ, con này 250k có bắt đầu chốt thì ok cho em đơn này này. Ám cổ Văn Giang Nghiên nhá mọi người nhá. Đây ạ, mặt bông đây. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 250k cho mọi người nhá. 250k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 250k này. Cho đơn ám cổ Văn Giang Yên này, bác nào chốt mở hàng đầu nai thì ok cho em đơn này này. Anh vẫn theo dõi từ đầu. Vâng ạ, em theo máy chủ bác Đạo Phúc ạ. Em không thấy bác Thu Hà có nên em bốc người khác. Em đợi mãi không thấy em bốc người khác nhá. Vâng ạ, con này 250 có nào chốt thì ok cho em này. 250 cho đám cổ Văn Giang Nghiên này nhé mọi người nhá. 250k cho đơn này này. Có bao nào chốt thì ok cho em này. 250 này có bao nào chốt thì ok cho em này. Không bao nào chốt em lên một đơn ám phân thủy nha mọi người nhá. Đây là con ám phân thủy này. Con này hơn 20 cm nha mọi người nhá. Mầm gốc nên rất chi là dài luôn rồi này. Đấy con này 750 có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám phân thủy này nhá. 750 đơn này mọi người ơi. Đấy có bác nào chốt con ám phân thủy này thì ok cho em này.
750 này cho con ám phân thùy này. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Đây ạ, ám phân thùy mặt hoa đây ạ. Vâng, em chào bác Dương Minh Hồ ạ. Đây con này 750 có là chốt thì ok cho em đơn này này. Vâng ạ, chốt cho bác Nguyễn Đăng Tuấn này. Thế ơi, chốt cho bác Nguyễn Đăng Tuấn, bác cho em xin cái địa chỉ, cái số điện thoại bác Nguyễn Đăng Tuấn ơi. 250k ám cổ mở hàng cho bác luôn ám cổ đấy. 250k em giả anh 700. Thì tâm nguyên 1 triệu một kỳ ấy, thằng Nghi vẫn bán 1.2 triệu ấy. Đây ạ. Hai bao nhiêu? Con này ám phân thùy đây ạ mọi người ạ. 250. Chốt cho bác Nguyễn Đăng Tuấn. Ám cổ Văn Giang. Con này 750k các bác nào chốt thì ok cho em đơn con ám phân thùy đấy nhá. Bác Xuân Trinh Nguyễn ơi 200 em chốt cho bác Nguyễn Đăng Tuấn rồi nhá. Vâng ạ, em chào bác đời nghèo của em ạ. Đây ạ, con này 750k cho con ám phân thùy này. 750 cho con ám phân thùy này. Hơn 20 sen mọi người nhá. Đây ạ, mặt hoa của ám phân thùy đây, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Ám phân thùy mọi người nhá. Mặt bông của ám phân thùy đấy ạ. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Bác nào nhỉ? Mầm gốc. Không được. Nguyễn Đăng Tuấn. Đây ạ, con này 750 có bác nào chốt thì ok cho em này. Ám phân thùy. Em kiểm tra lại đi, anh chia sẻ từ đầu. Vâng ạ, nhưng em gọi không thấy của anh nên em bốc người khác ạ. Anh Đạo Phúc, anh thông cảm cho em nhá. Tại vì em theo máy chủ của em nhá. Em gọi mãi chị Thu Hà không có thấy đâu. Thế là em bốc người khác. Em chơi game chỉ là vui với các bác thôi. Không bao giờ chốt lên con kia. Bây giờ em sẽ lên con ám phân thùy đây. Con này 700k, bắt đầu chốt thì ok cho em này. 700k nhá mọi người nhá. 25 sen rồi. Chưa có mầm gốc này. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi. Ám phân thùy nha mọi người nhá. Đây là mặt hoa của ám phân thùy đây. Mặt hoa của ám phân thùy nha mọi người nhá. Đấy con này 700k các bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Ám phân thùy mọi người nhá. 700k đơn này các bác nào chốt thì ok cho em này. Các bác nào chốt đơn này thì ok cho em này. 700k cho con ám phân thùy này. Mặt hoa rất chi là đẹp luôn. Mặt hoa của ám phân thùy đây nhá mọi người nhá. Mọi người vừa xem vừa cho em xin một chấm tương tác ạ. 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 700k con ám phân thùy này mọi người nhá. Đấy các bác nào chốt thì ok cho em này. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Rất chi là ok luôn rồi này. Có kỳ nhỏ. Em mà ám phân thùy này em. Đây ạ, à, không bác chốt thì bác chốt đơn bé này. Con này ám phân thùy bé đây. Đây ạ, à, con này hai mầm gốc rồi nhá. Bác Đoan Nguyễn ơi. Đây con hai mầm gốc rồi. Hai mầm gốc rồi. Con này 350 bác chốt thì ok cho em này. 350 cho con ám phân thùy bé này. Đấy bác à. Đấy hai mầm gốc rồi nhá. Bác à, Đoàn Nguyễn ạ. Đấy bác chốt thì 350 cho đơn ám phân thùy bé này. Kỳ rất chi ok luôn, em vừa tách ra xong. Đấy 350 bác chốt thì ok cho em này. Cho con ám phân thùy này nhá. 350. Đấy bác chốt thì ok cho em này. 350k, hai mầm gốc nhá. Nên rất chi ok luôn rồi, hai mầm gốc này. 350 bác chốt thì ok cho em đây này này. 350k này. Bác Khắc Duy đây, ám phân thùy đây ạ. Đây mặt bông đây ạ. Có hai đơn thôi, hai ba đơn thôi. Đây ạ, mặt bông của ám phân thùy đây nha mọi người nhá. Đấy bác Khắc Duy ạ, mặt bông của ám phân thùy đây. Em lên đơn bé đây, hai mầm gốc đây. Đấy con này 350 có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám phân thùy này 350 này. Vâng ạ, em chào bác Dụng Rừng ạ. Bác xem nay bác chia sẻ cho em đi ạ. Đây ạ, con này 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 350k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Ám phân thùy 350k này. Cho con ám phân thùy này có bác nào chốt thì ok cho em này. Đây ạ, à, em sẽ lên đơn tô ám phân thùy đây, có bao nào chốt thì ok cho em đơn này này. 25 sen này. 700k này, có bao nào chốt thì ok cho em mở hàng đơn ám phân thùy đầu tiên này. 25 sen mọi người nhá.
25 sen này. Ghi lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy con này 700k bác nào chốt thì ok cho em đơn này này, 700k này. Rất chi là ok luôn rồi này. Alo. 700k đơn này này. Alo. 700k bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 700k có bác nào chốt thì ok nhá cho em này. Đây là mặt bông đây ạ. Mặt bông đây ạ. Đấy con này 700k có nào chốt thì ok cho em đơn này này. 700k cho đơn này. Vinh Lê chốt bằng gốc ám phân thì 300 em không chốt được ạ. Đấy bác chốt con này 350 này. Hàng ám phân thủy nó đắt nhá mọi người nhá. Đây con thân mẹ của nó đây. Cũng phải 9 sen rồi. Đấy bác Vinh Lê 350 là giá giao lưu rồi. Hai mầm gốc rồi nhá mọi người. Nhớ bác Vân Lưu, Vinh Lưu ạ. Bác chốt thì ok cho em đơn này 350 này. Chứ 300 em không chốt được ạ. Đấy hai mầm gốc rồi bác nhá. Em vừa tách lên kỳ dễ rất chỉ ok luôn này. Đấy hai mầm gốc đây nhá. Đấy bác chốt thì cho em 350 này. Đây ạ, đơn to này 700k có nào chốt thì ok cho em đơn này này. 700k nhá mọi người nhá. Cho đơn 25 sen này. Đây ạ. 24 sen nhá mọi người nhá. Con này 700k có bác nào chốt thì ok. Vâng ạ, chốt cho bác Vũ Nguyễn ạ. 350 này. Thế à. Vâng, chốt cho bác Vũ Nguyễn con ám phân thủy này 350 này. Em thấy số điện thoại của bác rồi ạ. Bác cho em xin cái địa chỉ bác Vũ Nguyễn ơi. Đây ạ, em sẽ lên con ám phân thủy to đây. Có bác nào thích hàng thích siêu tầm hàng to thì bác chốt cho em con này 700 này. 700 là giá giao lưu rồi mọi người nhá. Mặt hoa của ám phân thủy đây ạ. Đấy mặt hoa của ám phân thủy đấy ạ. Đấy có bác nào chốt thì ok cho con này 700 này. 25 sen rồi mọi người nhá. Kỳ lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Bác Vũ Nguyễn 306 là gì đây ạ? Bác cho em cái địa chỉ của bác đi ạ. Bác Vinh Lê Quang Hoàng Lê Đô Chốt Ám. Bác Vinh Lê bác chốt sau rồi nhá. Bác Vũ Nguyễn chốt trước rồi ạ. Bác Vinh Lê chốt sau rồi nhá. Bác thông cảm cho em, bác chốt đơn khác nhá. Đây ạ, đơn này 700 có bác là chốt thì ok cho em đơn này 700 này. 25 sen mọi người nhá. Cây gì đó. Đây là ám phân thủy nhá mọi người nhá. Đây bác Hải Lý cái ám phân thủy 25 sen này này. 700k có bác là chốt thì ok này, mặt hoa này. Mặt hoa của ám phân thủy đây mọi người nhá. Đấy đơn này to 25 sen là 700k. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 700k. Bác Vũ Nguyễn là bác cho em cái địa chỉ với ạ. Bác Vũ Nguyễn cho em xin cái địa chỉ của bác với ạ. Đấy con này 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. 700k đơn này nhá. 700k cho đơn ám phân thủy này có bác nào chốt thì ok cho em này. Bác Vũ Nguyễn chốt con ám phân thủy 350. Đấy 700k không bao giờ chốt thì em này lên đơn khác nhá. Đấy có bác nào thích sưu tầm hàng to thì em lên đơn to cho bác sưu tầm. Mai cho cạn đâu, mất buổi sáng rồi, nước vào. Dạ em ở Mộc Nam, Hà Nam ạ. Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Vâng, em nhận được địa chỉ của bác Vũ Nguyễn rồi này. Đây ạ, à, em sẽ lên một con ám cổ Văn Giang Yên đây. Con này hai thân nha, mọi hai kỳ nha mọi người nhá. 350. Ám phân thủy. Đây ạ, à, con này 400k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Ám cổ Văn Giang hai thân luôn rồi nhá. 400k bác nào chốt thì ok cho em này. Vũ Nguyễn. Cây gì vậy sốt? Dạ, đây là ám cổ Văn Giang Yên ạ. Mắt có hậu dung nụ. Đấy em đã nói thế rồi, bác Đào Phúc cứ gì chơi mi game em chỉ để vui với các bác thôi ạ. Em gọi mãi không thấy bác đâu ạ. Đây ạ, à, con này 400k có bác nào chốt thì ok cho em con ám phân ám cổ Văn Giang Yên này. Ám cổ Văn Giang Yên này 400k có bác nào chốt thì ok cho em này. Đây ạ. Bác thêm đây ơi, 300 em không chốt được hai thân đấy ạ. Đây mặt hoa đây mọi người nhá. Con này hai thân rồi. Đấy bác chốt đơn này 400k thì ok chưa này.
Bác Vũ Nguyễn chốt ám cổ Văn Giang Hương Yên 300 gộp đơn giao lưu lần đầu. Em không chốt được 300 bác Vũ Nguyễn ạ. Đấy 400 bác chốt thì em gộp đơn cho bác này. Con ám cổ Văn Giang con này 2k rồi mọi người ạ. 2k rồi luôn này. Con này 400 thì bác chốt thì em gộp đơn cho bác này. 400k nhá bác Vũ Nguyễn. Có chốt thì ok cho em này. Em gộp đơn cho bác này. Đây ạ, à, em có con này. Có giò này, mít Tam Nguyên này. Không phải, chưa. Giò lá mít này, Hòa Bình này. Có bác rồi. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này 8 triệu rưỡi này. Cái giò này ba thân già nhá, lá mít mọi người nhá. Lá mít đây. Bác Vũ Nguyễn. Đây ạ, à, rất chi là nhiều luôn quay rồi cam, đây ạ. À. Quay cam cho người ta xem. Sao? Đứng lên nào. Đấy bé. Đấy em. Kỳ không bé đâu ạ. À. Con to này của em cũng 6 cm rồi mọi người nhá. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em này. Đây có giò này, giò lá mít này. Lá mít Hòa Bình này có bác nào chốt thì ok cho em đơn này nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn rõ chưa ạ? Ba thân già nhá mọi người nhá. Rất chi là nhiều luôn rồi mầm gốc chi chít thành kỳ rồi nhá. Con này 8 triệu rưỡi. Có mắt đỏ Hòa Bình bác dụng rừng ạ. 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em đơn này nhá. Cả giò đấy, 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em này. 13 thân cả bé cả to nhá mọi người nhá. 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 8 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Quay cam xong. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ, gộp đơn cho bác Vũ Nguyễn này, 350 này. Con ám cổ Văn Giang này. Bác Vũ Nguyễn có gộp đơn con này 350 thì ok cho em này. 350 cho con này này. 350 bác chốt thì ok cho em nhá. Bây giờ em sẽ lên một đơn ám cổ Văn Giang cuối cùng đây. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Đấy bác Vũ Nguyễn này 350 bác chốt thì ok cho em này. Vâng ok chốt cho bác Vũ Nguyễn nhá. 350 ám cổ Văn Giang Yên này. Bây giờ em sẽ lên đơn ám cổ to đây ạ. Con này chưa có mầm gốc nhá. Đấy con này 450 có bác nào chốt thì ok cho em này. 450k cho đơn này. Ám cổ Văn Giang Yên. Cho anh hỏi nhà mình. Nhà em ở Mộc Lam, Hà Lam ạ. Đây mặt hoa lên nhá mọi người nhá. Mặt hoa của ám cổ Văn Giang Yên đấy ạ. Đấy con này còn đơn cuối 450 có bác nào chốt thì ok lốt đơn này này. 450k này cho đơn này này. Ám cổ Văn Giang Yên này. Chưa có mầm gốc nhá. Mộc Nam Duy Tiên. Đấy có bác nào chốt đơn ám cổ Văn Giang cuối cùng này thì ok cho em này. 450k nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này 450k này. Có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Tách cái này đây. Đây em sẽ lên một đơn. Đây con này là đơn này là đơn kiến đây. Đây có bác nào thích đơn to này không ạ? Hàng kiến đơn to đây. Có một đơn này đây. Đấy con này 600k có bác nào chốt thì ok cho em đơn kiến này này. 600k đơn này có bác nào chốt thì ok cho em này. Kìa. 600k cho đơn to này có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 600k đơn này. Kiến, hàng kiến ạ. Hàng kiến Hòa Bình nhá mọi người nhá. Đấy, kiến Hòa Bình đấy, có bác nào chốt thì ok cho em này. 25 cm rồi mọi người nhá. 600, có bác nào chốt thì ok cho em này. Vâng ạ, em chào bác Thanh Trần ạ. 600k cho đơn kiến này, có bác nào chốt thì ok cho em này. 600k này. 600k, có bác nào chốt thì ok cho em này. 600k cho đơn kiến này, có bác nào chốt thì ok cho em này. Không có nào chốt em lên đơn khác nhá. Đấy, lên một con ám phân thùy này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Lên một con ám phân thùy to đây. Con này 700k. Có nào chốt thì ok cho em này. 700k cho đơn ám phân thùy. Tên cây. Bác Nguyễn Mạnh Hùng tên cây là gì? Đây ạ, à, con này ám phân thùy ạ. Ám phân thùy nhá bác Nguyễn Hùng ạ. Ám phân thùy. Ám phân thùy nhá mọi người nhá. Đây là mặt bông của ám phân thùy đây ạ. Cho đơn to này 25 sen. 700k. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Mặt bông của ám phân thùy đây ạ.
Đấy con này 700k, có nào chốt thì ok cho em này. 700k đơn ám phân thủy này nhá. 700k có nào chốt thì ok cho em này. 25 sen rồi mọi người ạ. 25 sen rồi nhá. 700k có nào chốt thì ok cho em này. 700k. Có nào chốt thì ok cho em này, đơn ám phân thủy này nhá. 700k có nào chốt thì ok cho em này. Bảy trăm k mà không ăn giá quá ok mà không ăn nào yêu thương à. Đây em sẽ lên một đơn ám cổ con Giang Nhiên cuối cùng đây ạ. Con này 450 có bao nào chốt thì ok cho em này. 450k cho đơn ám cổ con Giang Nhiên này. Ám cổ con Giang Nhiên này có bao nào chốt thì ok cho em này. 450k này. Đây mặt bông đấy nhá. 450k có bao nào chốt thì ok cho em đơn này. 450k mặt hoa đấy. Đấy 450k cho đơn này có bắt đầu chốt thì ok xem này. Giảm giá ám cổ Văn Giang. Bắt thêm đây ơi, 450k là quá giảm giá rồi ạ. Bác Hải Lý Quốc ơi, 350 không chốt được nhá. Con này to rồi. Đấy con này 450 bác nào chốt thì ok cho em này. 350 không chốt được. Đây ạ, có một giò lá mít này này. Có bác nào chốt thì ok cho em 8 triệu rưỡi này. 8 triệu rưỡi cho cái giò này nhá mọi người nhá. Ba thân già này. Rất chi là nhiều luôn, mầm gốc rồi. Lên chi chít rồi nhá. 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em này. 8 triệu rưỡi giò này nhá mọi người nhá. Lá mít, ám lá mít. Con này 450 bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy bác Hải Lý Quốc ơi, mà chốt thì ok cho em này. 450k này. Cho đơn này. 450k đơn này có nào chốt thì ok cho em này. Nên tất con này. Con này 600. 700 của con này. Công tách được. 350 không chốt được nhá. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Đơn bé xíu rồi. Đơn 200 ám cổ con Giang. Đây ạ. Con bé này có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 150k này. Bé mà có một mầm gốc rồi nhá. 150k có bác nào chốt đơn ám cổ con Giang này thì ok cho em này. 150k đơn này này. 150k con này một mầm gốc rồi nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 150k đơn này này. Mọi người vừa xem vừa cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đấy 150 có bác nào chốt thì ok cho em đơn này nhá. 150k cho đơn ám cổ con Giang Nhiên này một mầm gốc đấy ạ. Ám cổ Văn Giang Hưng Yên, Bác Hải Lý Quốc ơi, 150 này, một mầm gốc rồi nhá. Cho con bé này này. Vâng, chốt cho Bác Hải Lý Quốc này. Bác cho em cái số điện thoại địa chỉ với ạ. Đây bác chụp màn hình cho em với ạ, chụp đơn cho em với ạ. 150k cho bác này. 150k. Con này con bé nhá. Một mầm gốc rồi đây này. Tên cây là ám cổ con Giang Nhiên, Bác Hải Lý Quốc ạ. 150 của bác. Đây em sẽ lên cả bụi này luôn đây. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Nhiều mầm gốc chi chít luôn rồi mọi người nhá. Em không tách được ra này. 3 kỳ to rồi này. Bác Hậu Hiệu Đỗ ơi, chốt sau rồi nhá. Bác vẫn còn. Bác Nguyễn Đăng Tuấn chốt con gì đây. Bác Hải Lý Quốc ơi, bác cho em xin cái số điện thoại với ạ. Bác chốt cho bác nào nhỉ. Đấy bác nào 150 đấy. Bác Hải Lý Quốc. Bác Hải Lý Quốc cho em cái số điện thoại cái địa chỉ với ạ. Đây em lên tất, em không tách được, em lên tất cả bụi này. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 700k có bác nào chốt thì ok cho em cả bụi này luôn này. 700k này. Ám cổ con Giang Yên này. Vâng ạ, bác cho em cả cái số cái địa chỉ với bác Hải Lý Quốc ơi. Đọc số điện thoại. 09 489 68
6, 8, 7, 9, 6. Bác Nguyễn Đăng Tuấn ơi, 250 em không chốt được nhá. Cái gì? Bác chốt con gì 250 nào. Đây ạ, à, con này 700 nhá, cả bụi này mọi người ơi. Rất chi là nhiều mùi mầm gốc luôn rồi, chi chít luôn ở dưới đây rồi nhá mọi người nhá. Đấy cả bụi này 700k, có bao giờ chốt thì ok cho em này. Khu Lý Hải Quốc. Bác Hải Lý Quốc. Sao bác lại copy gặp mặt bác sau mà Len cũng thấy sao bác? Như nào? Bác Hải Lý Quốc phường Hải Lý Quốc ám cổ An Giang gì vậy? Con này con bé nha mọi người nhá. Kỳ bé. Kỳ bé. Bác Thanh Trần ạ. Kỳ bé của nhà em tách ra. Kỳ bé này là 150 nhá bác nhá, chứ kỳ to không có giờ đấy. Của nhà em tách ra. Chốt mà sao? Thì vậy. Tại vì em không thấy bác Nguyễn Đăng Tuấn nhá, bác Hà Lì Hải Lý Quốc chốt trước này, em xem máy chủ này. Bác chốt đơn khác nhá. Đây ở đơn này 700k, cả bụi này có bác nào chốt nhiều mầm gốc luôn rồi ạ. Bác nào chốt thì ok cho em này. 700k. Đây, em không thấy bác Đăng Tuấn nhá, em thấy bác Hải Lý thì Hải Lý Quốc trước. Để cho bác Đăng Tuấn con này. Đây ạ, à, không bác Đăng Tuấn ơi. Bác chốt thì bác chốt con này cho em này. Con này ám cổ An Giang Yên đây. Con này 200k bác chốt thì ok cho em này. Mầm gốc dài rồi. Kỳ 53 rồi nhá. Đấy bác chốt thì ok cho em này. Đấy bác Nguyễn Đăng Tuấn mà chốt thì ok cho em đơn này này. 200k này. Bác chốt thì ok cho em này. Đấy 200k cho đơn đấy. Có mầm gốc rất chia dài rồi. Đấy bác chốt thì ok cho em. Đấy con này 700k có nào chốt thì ok cho em nhá. Mấy kỳ? 3 kỳ. Nhiều chi chít mầm gốc rồi. Bác Duy Trần ơi, ám cổ Văn Giang nhá. Chốt đâu lại mà. Bác chơi nhiều mấy rồi. Em không thấy bác Nguyễn Đăng Tuấn chốt nhá. Thấy bác kia bác gì trước? Bác thấy bác Nguyễn Hải Lý trước. Nguyễn Hải Lý máy chủ em xem nó. Em xem máy chủ nhá mọi người nhá. Đấy con này 700k, có nào chốt thì ok cho em này. Thôi không chốt nữa. Vâng ạ, ok bác Nguyễn Đăng Tuấn ạ. Bác chốt đơn khác hộ em ạ. Đấy con này 700 không có nào chốt thì em lên đơn khác nhá. Hai thân dài và một ngắn rồi. Đây mình nhất nhiều mầm gốc đây ạ. Đấy đơn này có trầm, không có trầm ạ. Có ám cổ Văn Giang Yên. Đây ạ, bác Hồng Đức Tiệp ơi, bác lấy đơn này này. Cả bụi luôn em không tách được. Đây con này 700k bác chốt thì ok cho em cái bụi này này. 700k này. 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. Bác Nguyễn Văn ok cái gì đấy ạ? À? Bác chốt con gì thì bác ok cho em đấy ạ. Bác chốt con này 700k thì bác ghi 700 với số điện thoại cho em đấy ạ. Anh chốt nhé. Vâng ạ, chốt cho bác Nguyễn Văn à. Bán hàng không. Bác Nguyễn Đăng Tuấn ơi, bác thông cảm, em thấy bác Nguyễn Hạ, bác Hải Lý Quốc chưa chốt trước ạ. Nguyễn bây giờ em xem ở máy chủ mọi người nhá. Mấy bao nhiêu xem giờ... vậy? Bác Nguyễn là bác Hồng Đức Tiệp ơi. Đấy bác em chốt cho bác Nguyễn Văn này. 700k này, bác cho em xin cái số điện thoại cái địa chỉ với ạ. Có mặt hoa bác Thi Nguyễn Đức có mặt hoa không em? Có mặt hoa ạ. Nguyễn Văn số điện thoại đây rồi 09695. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Không. Đây mặt hoa đây nhá mọi người nhá. 695 096 096 02. Đây là mặt hoa của ám cổ đấy nhá mọi người nhá. Ám cổ Văn Giang Yên. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em này. Em chốt cho bác Nguyễn Văn đơn đấy 700 rồi nhá. Bác cho em cái địa chỉ bác Nguyễn Văn ơi. Cả bụi luôn. Đây ạ, à, còn con này có bác nào chốt thì 450. Em nói chốt mà. Nhưng mà em không thấy bác Đăng Tuấn nha, em thấy bác Hải Lý chốt trước này. Em xem ở máy chủ không thấy bác trước, chốt trước này. Bác thì, thông cảm bác chốt đơn khác cho em này. Em đây em tính cho máy cây của mình là đây, ám cổ Văn Giang Yên. Vâng ạ, cây của bác là ám cổ Văn Giang Yên. Bác chụp lại. Đây bác Nguyễn Văn này bác chụp màn hình cây cho em đây ạ. Ghim cây. Em ghim luôn vào cây rồi ạ. Bác chụp được bác ok cho em đây ạ. Đây em sẽ lên nốt ám cổ Văn Giang cuối cùng đây, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 450k này cho đơn ám cổ Văn Giang này.
Hết hàng ám cổ em sẽ lên một đơn ám phân thùy nha mọi người nhá. Đây còn đơn bé ám cổ nữa nè. Đây là có bác nào chốt đơn bé này thì ok cho em 200 này. Mầm gốc lên rất dài đây rồi này. Đấy 200k có bác nào chốt nhanh cho em thì ok này. 200k cho đơn này mọi người nhá. Cho xem mặt hoa bạn. Vâng ok ạ, mặt hoa đây ạ. Đây mặt hoa của ám cổ Văn Giang mọi người nhá. Đấy bác Thanh Trần, mặt hoa của ám cổ Văn Giang Yên đấy. Đấy cái đơn bé này thì 200 có bác nào chốt thì ok cho em này. Bể tắc nây có hai cái kỳ này này. 200k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 200k cho đơn đấy. Đây ạ, em sẽ lên đơn to đây, có bác nào thích siêu tầm đơn to em lên đơn to đây. Con này 450 nha mọi người nhá. Có ai chốt thì ok cho em này. 450k này. Hơn 10 sen rồi nhá. Có hàng. Hàng có kích. Hàng có kích. Không không không. Không ạ. Hàng để tự nhiên đấy. Tự nhiên đấy ạ. Đấy con này 450 có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám cổ Văn Giang Hưng Yên này. Đơn to này mọi người nhá. Hơn 10 sen rồi. 450k có bác nào chốt thì ok cho em này. Mặt hoa đây ạ. Đấy, có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám cổ Văn Giang Yên này. 450k này. Cho đơn này. Hai con bệt tắc đây này. Đi lên hai con bệt này. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em này. Có đơn bé 200 đấy, có bác nào chốt thì chốt đơn bé. Đây có cái con bé này 200 này. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em đơn này 200 nhá. Đây bây giờ em sẽ lên một con kiến này. Con này dài lắm rồi ạ. Kiến Hòa Bình. Con này 25 sen rồi. Đấy con này 600k, con nào chốt thì ok cho em đơn này này. 600k đơn này nha mọi người nhá. 600k con nào chốt thì ok cho em này. 600k cho đơn này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Lên mắt đỏ với 5 cánh trắng à. Em không có 5 cánh trắng nhá, bác dụng rừng ạ. Đây em có cái cả một cái giò này này. Mà không bác nào gì thì em tách hai thân này ra này. Đây giò lá mít này. Tách hai kỳ này với cả một thân này này. Giò lá mít này có bác nào chốt thì 8 triệu rưỡi cho em nhá. Nếu không bác nào cao tiền quá tách hai thân này. 8 triệu rưỡi này, có bác nào thích cả giò này luôn này. Ba thân già nha mọi người nhá. Rất chi là nhiều mầm gốc chi chít rồi. Đấy mọi người xem. Dạ đây. Mọi người xem ạ. Dòng ám 5 mít ạ. Với cả bác nào yêu thương không đủ tiền nữa thì có đây hai cái kỳ đây, hai nên hai mầm đây với cả một cái thân già của nó đây. Bác nào yêu thương nếu mà chốt con này cho em 1.700.000. Đấy. Ám 5 mít ạ. Đấy. Bác nào yêu thương thì chốt cho em 1.700.000 nhá. Hai kỳ này, hai nên hai mầm gốc này với cả một kỳ thì dụng lá chuẩn bị ra hoa đây này, lên mắt này. Bác Đặng Tuấn Hiệp ơi, quay cam trước. Đặng Tuấn Hiệp nào mà nói ừ mình bán anh em Văn Giang 40 sen có 300k này giống thôi. Như thế nào? Đây con này có bác nào chốt thì ok cho em này. Đặng Tuấn Hiệp. Ừ mình bán ám Văn Giang 40 sen có 300k. Chả biết bác bán ám gì thì em không biết. Cái ám của bác thì em không biết nhưng mà không biết là ám gì, bác ám gì mà ám đấy còn thì ám em không của biết. Văn Giang nếu mà bác bảo hành mặt hoa mang cho em lấy hẳn 500 em gửi bác. 40 sen bác mang đây em lấy cho bác. Lấy hẳn 500 bác mang đây em bảo hành, bác bảo hành cho em. Mặt hoa thì đấy. 40 sen em giả thì, bác 500 chứ không phải là 300 nữa. Em liên hệ. Đấy bác Đặng Tuấn Hiệp ạ, bác có thì bác mang đây em lấy cho bác. Bác có hàng bác mang đây cho em lấy cho bác. Hẳn 500. Chứ 40 sen mà lại 300 thì không biết là hàng của bác là hàng gì.
Đây con này 450, có bác nào chốt thì ok cho em này. Còn nhà hàng như em đúng, em phải bán đúng giá đúng. 450k. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 450k nha mọi người nhá. Cho đơn ám cổ Văn Giang Yên này. Có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Đấy 450, có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy bác Đặng Tuấn Hiệp với bác có thì bác mang đây em lấy cho bác hết nhá. Bán hàng rất ghét những người mà vào soi mói kiểu đấy nhá. Không biết cái gì cứ nói bừa. Không biết lại cứ nói bừa. Đấy ạ, à, con này 450 các bác nào chốt thì ok cho em này. Cho con ám cổ Văn Giang Yên này nha mọi người nhá. Mặt bông đấy ạ. Bây giờ em sẽ lên một con ám phân thủy đây, có bác nào thích hàng ám phân thủy em lên ám phân thủy đây mọi người nhá. Đây ạ, à, lên một con ám phân thủy đây. Con này 700k, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 25 sen mọi người nhá. 700k con ám phân thủy này mặt bông đây. Mặt bông của ám phân thủy đây nhá mọi người nhá. Đấy có bác nào chốt 700 thì ok cho em này. Mặt bông của ám phân thủy đây nhá mọi người nhá. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em con này này. Đơn này 25 sen 700 có bác nào chốt thì ok cho em nhỉ. 700k nhá. Cho con ám phân thủy này ạ. 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. Ki nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. Nên đơn to các bác không chốt thì sao? Bệt kìa, hôm nay còn hai ki của nhà mình. Đây em lên nốt đơn ám cổ Văn Giang này, có nào chốt ok cho em đơn này này, 450k này. Cho đơn ám cổ Văn Giang này hơn 10 sen rồi nhá mọi người nhá. 450k có nào chốt ok cho em này. 450k này. Cho đơn này nhá. 450k có nào chốt thì ok cho em này. 450k nhá. Con ám cổ Văn Giang Yên này có nào chốt thì ok cho em này. Bốn năm mươi k có nào chốt không ạ? Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Đây em sẽ lên đơn bé đây, có mầm gốc rồi nha mọi người nhá, rất chi là ok luôn rồi này. Đấy con này 200k có nào chốt thì ok cho em đơn này 200k này. 200k cho đơn ám cổ Văn Giang Nghiên này nha mọi người nhá. Đi 52 này, mầm gốc này. Con này 200k có nào chốt thì ok cho em này. 200k đơn này nhá mọi người nhá. 200k có nào chốt thì ok cho em này. Ám cổ Văn Giang Hưng Yên. Con này mầm gốc dài ok rồi nhá. 200k có nào chốt thì ok cho em này. 200k mọi người nhá. Hai trăm k đơn này mọi người nhé. Bác nào phúc bảo phúc chốt 250. Mini game. Bác Hải Lý Quốc ơi, 150 không gộp đơn được ạ. Đấy bác gộp đơn 200 mới gộp được ạ. Con này mầm gốc, con này ki 52 rồi nhá. Mầm gốc nên rất chi ok luôn rồi này. Bác nào phúc đây mà. Bác phúc là không chốt con làm gì có lên con nào 250 đâu mà bác chốt. Bác Đạo Phúc mình em trả lên con nào 250 và bác chốt con 250 chắc mình bà... Đấy bác Hải Lý Quốc rồi 200 bác thì bác ok em gộp đơn cho bác này. 100 em không chốt được bác Đạo Phúc ạ. Đấy 200k bác nào chốt thì ok chưa. Đấy nên con ám cổ to này có bác nào thích đơn to thì con này 450 này. Vâng em chào bác bầu báu đào ạ. Chào bác Hồng Nguyễn nhá. Đấy con ám cổ này 450 có bác nào chốt thì ok cho em này. 450k nhá mọi người nhá. 450k có bác nào chốt thì ok cho em này. Con ám cổ Văn Giang Yên này 450k nhá mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Hồng phân thủy đâu chị? Bác Đồng Đức Tiệp ơi, ám phân thủy chứ không phải hồng phân thủy nhá. Ám ám
150 em không chốt được bác Hải 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 Lý Hải Lý Quốc ơi, bác chốt thì 200 gộp đơn cho bác. Gộp đơn cho ai nhanh. 150 em không chốt được ạ. Còn người em đi 53 lên một gốc đẹp. Hàng có chuẩn không em? Hàng chuẩn bác báu đào ạ. Đây à, con em lên con lá phân thủy nha mọi người nhá. Con này 2 năm xem rồi đây ạ. Con này 700k các bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Ám phân thủy mọi người nhá. Đấy con ám phân thủy này 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. Con này 2 năm sen mọi người nhá. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy con này 700 các bác nào ok thì chốt cho em đơn ám phân thủy này 700 nhá. 700k đơn này mọi người nhá. 700k cho đơn ám phân thủy này. 2 năm sen rồi ạ. Đấy 700k các bác nào chốt thì ok cho em này. 700k đơn ám phân thủy ấy nhá. Đấy em sẽ lên một con kiến, các bác nào chốt có thích hàng kiến Hòa Bình không? Em lên một con kiến Hòa Bình đây. Đấy con này có mỗi một con kiến thôi, đơn này 500k, các bác nào chốt nhanh cho em đơn này thì em ok này, 500k. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này 500k này, có mỗi đơn kiến này thôi ạ. Xanh sạch cực kỳ luôn. Đây ạ, kỳ nên rất chi là ok luôn rồi, con này về hơn 20 hơn 30 cm. Hơn 20 sen rồi. Đấy con này 500k các bác nào chốt thì ok này. 500k. Máu đào 200 rồi này. 200 chưa được, giá em nhập về. 200 không được cái giá em nhập về ạ. Đấy con này 500 các bác nào chốt thì ok cho em này. Kiến Hòa Bình nhá, còn đúng một con này. Đấy con này 500 có bao chốt thì ok cho em này. 500k con này. Hơn 20 cent mọi người nhá. 500k này. Chưa có mầm gốc. Đang sưng mắt ngủ rồi. Đấy con này 500 có bao chốt thì ok cho em này. 500k này. Mình lấy luôn nhé. Gộp được mình lấy luôn nhé. Bác Hải Lý Quốc ơi, bác gộp đơn nào nhỉ? Đơn đấy 150 em không chốt được. Đấy bác chốt đơn này á. Chứ cho bác 20 còn 180 không em không không đưa giá cuối cùng. Đấy, nếu mà bác chốt thì 180 em chốt cho bác Hải Lý Quốc này. Đấy cái đơn này ạ. Mầm gốc rất chi là dài luôn rồi nhá bác Hải Lý Quốc ơi. 180 em mới gộp đơn được chứ 150 không chốt được này. Đấy bác mà chốt thì ok cho em này. Bác Hải Lý Quốc ạ. Bác chốt mấy bác ok cho em này. Đấy con kiến này 500k, hơn 20 cm rồi mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em này, 500k. Có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 500k cho đơn kiến Hòa Bình này mọi người nhá. Hơn 20 cm kỳ dễ rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Dễ đây. Đang sưng mắt ngủ mọi người nhá. Sưng hai mắt ngủ ở dưới rồi. 500k có bác nào chốt thì ok cho em này. 500k. 500k có là chút thì ok cho em nhá. Đây em sẽ lên một đơn ám cổ Văn Giang đây ạ. Ám cổ Văn Giang yên, còn đơn này 450k có bác nào chút thì ok cho em này. 450k nhá. Hơn 10 sen mọi người nhá. 450k có bác nào chút thì ok cho em này. Đấy còn đơn này 450k nhá mọi người nhá. Có bác nào chút thì ok cho em này. 450k có bác nào chốt thì ok cho em này. 450k nha mọi người nhé. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Đây không có bác thích hàng bé thì nên đơn bé đây. Con này key 52 mọi người nhé. Một mầm gốc này. Rất chi là dài luôn rồi. Đấy con này 180 có bác nào chốt thì ok cho em này. 180k này. Cho đơn này này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 180. Gộp thì 180 em mới gộp được bác là Hải Lý Quốc ơi. Bác báu báu đào chốt con nàng 250 nhỉ. Bác con mình rõ cho em bác chốt con nàng 250 nhỉ. Đấy bác Hải Lý bảo ok thì 180 em gộp đơn cho bác này. Đấy bác Hải Lý mà ok 180 em gộp đơn cho bác.
Bác báu đào ơi, bác chốt con nào 250 nhỉ? Đấy con này hay 180, có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 180 cho đơn nắm cổ con Giang Nguyên này. Kỳ 52 nên mầm gốc rồi nhá. Vâng. Đây bác báu đào chốt con nào 250 nhỉ? Bác comment cho em đây ạ. Đấy con này 450 có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Ám cổ Văn Giang Nghiêm mọi người nhá. Vâng em. Bác Hải Lý Quốc ơi không được nhá. Em chỉ được 30.000 tiền ship đóng hàng cho bác, tiền công đóng hàng của bác không? Có 30 thôi nhá. 150 em không chốt được ạ. Đấy bác chốt thì ok cho em 180 này. Nếu mà chốt được em chốt cho bác rồi. Chứ 120 cũng không làm gì đâu. Đấy con này 450k có nào chốt thì ok cho em đơn này này. 450k này. Đấy bác Hải Lý Quốc ơi. Thực ra này em đã bớt cho bác 20.000 tiền ship rồi. Đấy bác chốt thì ok cho em đơn đấy 180 này. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi mọi người ơi. Mọi người vừa xem live vừa chia sẻ cho em đi ạ. Đơn này ám cổ Văn Giang Nghiên con này 450 có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 450k này mọi người nhá. 450k có bao chốt thì ok cho em luôn này này. Em không bao ship đâu bác Hải Lý ơi. Em đã bớt cho bác tiền ship rồi, em không bao ship ạ. Mọi đơn hàng của em không bao ship nha mọi người nhá. Đã bớt cho bác 20.000 tiền ship rồi. Tiền ship của bác em chả biết bác ở đâu nhưng tiền ship có đáng bao nhiêu đâu. Bác Hải Lý Quốc có là địa chỉ chưa nhỉ? Đây là con này 450k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này nhá. Ám cổ Văn Giang Yên mọi người nhá. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em này. Bác Hải Lý Quốc bởi chốt nào. Đây con này. Bao nhiêu? 150. Đây em sẽ lên một giò mít này, lá mít này mọi người nhá. Thôi để cho bác bác thêm đây ơi, 350 em không chốt được ạ. Bảo để cho bác gì con kia 150 gộp đơn bác Hải Lý Quốc cho luôn địa chỉ luôn này. Gộp luôn cho bác nghe. Bác nói thế thôi. Thôi thế chốt cho bác Hải Lý Quốc nhá. Thế bác cho em cái địa chỉ bác Hải Lý Quốc vào gộp đơn 150 này. Bắn nỗ cho bác vậy. Đấy 150 em gộp đơn cho bác Hải Lý Quốc rồi. Bác cho em cái địa chỉ với ạ. Gộp đơn chưa. Bác thêm chốt luôn đi. Đây à bác Hải Lý Quốc rồi. Bác chốt con này thì bác ok cho em này. 150 này. Em gộp đơn cho bác này. Đấy bác, em gộp đơn cho bác con đấy này. Đây em có một giò lá mít này mọi người nhá. Mọi người xem live vừa xem cho em xem một chấm tương tác với ạ. Không, bác là không gì. Đây ạ, một giò lá mít đây nha mọi người nhá. Còn không đây ạ, tách lá rất thân xanh sạch nha mọi người nhá. Con này 8 triệu rưỡi. Có bác nào chốt thì ok cho em cả giò này nhá mọi người nhá. Các bác xin về sưu tầm. 3 thân già này. 2. 13 thân. Tất cả. 6, 6. Tất cả 13 thân mọi người nhá. Cho rồi mà. Vâng ok bác Hải Lý Quốc ạ. Đây ạ con này 13 thân này. Con này 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Máy lên quay. Ám lá mít mọi người nhá. Thân xanh sạch nha mọi người nhá. Đây này. Quay nên không nghỉ bác là sưu tầm thì để bác hai kia kia kìa. 1 triệu 7. Đây ạ không có bác nào lấy thì em tách cho bác này. Đây này. Có bác nào thích sưu tầm hàng này thì em tách một thân này với hai. Đây một thân này với cả hai cái mầm gốc này nhá. Có bác nào thích thì 1 triệu 7 em tách cho các bác nhá. Đây ạ. Không đứng lên được, nhìn cái gì. Nhìn cái gì quay đâu. Đây có bác nào thích cái hàng lá mít này mọi người nhá. Đây ạ. Cho chụp lại. Vâng ạ, bác đợi em một tí bác Hải Lý Quốc ơi. Đây ạ, em nếu bác nào thích chơi siêu tầm cái hàng này. Đây một thân già đây nhá mọi người nhá. 12 mầm gốc này, hai mầm gốc này, ám lá mít mọi người nhá. Đấy có bác nào thích đơn này này, thân già đây mọi người nhá. Rất chi là dài luôn rồi này. Đấy có bác nào thích đơn này 1 triệu 7 em tách cho mọi người nhá. Còn cả giò này nếu mà có bác nào thích 13 thân này. 13 thân nha mọi người nhá, 3 thân già to này. Đấy. Rất chi là nhiều mầm gốc này. Ám lá mít mọi người nhá, thân rất chi là xanh sạch này. Có bác nào chốt tất cả giò này 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 8 triệu rưỡi. Bác báu đào chốt con gì 250, ám Văn Giang 250 không chốt được này. À mà có đơn buổi tối ám Văn Giang 300 giờ chốt nốt này 350 gộp đơn luôn đi. Bác thêm nê có đơn chưa nhỉ?
đâu nhỉ? Có thêm 350 đơn này không không chốt được. Đâu, có thêm nê đâu. Thêm nê làm gì đâu có đơn đâu. Đấy bác thêm nê mà chốt đơn ám An Giang hay bác chốt con nào? Đấy có bác nào yêu thích và thích siêu tầm cái giò mít này thì bác con này 8 triệu rưỡi. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này nhá. Cả một giò 13 thân nha mọi người nhá. Ám lá mít thân xanh sạch này. 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Chưa chưa bác thêm nê chưa có đơn nào cả. Bác đấy, bác thêm nê mà chốt thì 400k thì em mới chốt được đây. Bớt cho bác một ít tiền ship đây. Bác chốt thì ok cho em, thứ 350 không chốt được ạ. Đấy bác thêm nè, có chốt thì ok cho em, còn đơn cuối đây. Bác có chốt thì ok cho em này. Đấy 400k là A3, à, 400k là giao lưu rồi, em bớt cho bác 50.000 tiền ship thôi ạ. Thoải mái tiền ship cho bác rồi. Con này hơn 10 sen rồi bác nhá. Chưa chốt. Chưa bác chốt ám Văn Giang rồi à? À chắc bác có một đơn rồi đúng rồi. Bác có một đơn rồi. Bác có một đơn hình như một đơn 300 đúng không? Vâng ạ, mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Thôi được rồi, bác đã nói thế thì dòng lưu bác còn nốt con đấy là hết ám cổ Văn Giang. 370 đấy, 370 nếu mà bác chốt thì ok cho em này. Vâng ạ, cho bác chụp màn hình đâu, bác Hải Lý Quốc có đơn nào này. Để cho bác chụp màn. Đấy bác thêm đây, đây. Nếu mà bác chốt thì 370 em gộp đơn cho bác này. Thêm cho em thêm 20 đóng hàng cho bác này. Đấy bác mà chốt thì ok cho em này. 120 tại vì em không có công đóng hàng cho bác nhá. Đấy bác thêm đây mà chốt thì 370 cho em này. Em còn đơn cuối em chốt nốt cho bác này. Bác Hải Lý Quốc mấy đơn? Một đơn đấy này. Từ từ. Đây bác Hải Lý Quốc và bác chụp màn hình cho em ạ. Ám cổ Văn Giang ạ. Vâng ạ, chốt cho bác đây thêm đây này. 370 bác chụp màn hình cho em với ạ. Đây bác Hải Lý Quốc ơi, bác chụp màn hình cho em với ạ. Con này của bác là bao nhiêu? Một con này 150. Tổng đơn là bác 300 nhá bác Hải, bác Hải Lý Quốc ơi. 300k của bác này. Một con hai con đều 150 này. Đây ạ, à, bác thêm đây gộp đơn cho bác này, 370 nhá. Vâng ạ, ok, chốt cho bác thêm nê này, 370, bác chụp màn hình cho em với ạ. Một con, bác chốt con lúc trưa là 300 rồi đúng không ạ? Mai em mới gửi hàng được cho bác nhá, tại vì hôm nay chủ nhật nhá. Để em gộp đơn. Chốt cho bác thêm nê 370 này. Đây, có bác nào thích hàng kiến không mọi người ơi? Đây, em sẽ lên một con kiến mọi người nhá, kiến Hòa Bình này. Con này hơn 20 sen rồi này. Con này có bác nào chốt thì ok cho em 500 này. 500k nhá mọi người nhá. Kỳ lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đây là dễ đây mọi người nhá. Đấy con kiến này 500k hơn 20 sen rồi. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 500k mọi người nhá. Gói kỹ nhá. Để gãy lại khổ. Bác Hải Lý Quốc ơi em đóng ống nhựa bác cứ yên tâm ạ. Đấy con này 500k có bác nào chốt thì ok cho em này. 500k này. 500k cho con kiến Hòa Bình này, có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Hơn 20 sen rồi. Nhưng hôm nay không có bác nào thích đơn to hay sao ấy. Còn hai con bệt của nhà mình nhá. Đấy cho con kiến đến 500 có bác nào chốt thì ok cho em này. Bệt cho các bác xem ảnh nhá. Đây em sẽ lên một đơn bệt đây. Bệt Đắk Nây Tây Nguyên, có bác nào chốt thì ok cho em này. Chỗ bác cho xem ảnh. Bệt nơi ống Đắk Nây Tây Nguyên đây. Con này 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. 350k. Cho đơn bệt này có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 350k. 350k có bác nào chốt. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đấy mặt hoa của bệt nuôi ống đấy ạ. 350 có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Dòng bệt nó đắt hơn dòng ám mọi người nhá. Dòng bệt nó là dòng bệt là bán theo sen mọi người ạ. Đấy con này 350 có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 350k này. Cho đơn bệt này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Không bác nào chốt thì em lên đơn khác ấy. Không bác nào chốt thì em lên đơn khác, nên một con ám phân thủy đấy ạ. Đấy có bác nào thích cái dòng lá mít này này. Có thích bác nào thích cái giò lá mít này thì bác nào thích cái đơn này. Đây ạ.
Một thân già đấy mọi người nhá, hai mầm gốc này, 1,7 triệu, có bác nào thích thì ok em tách cho mọi người nhá. Dòng án Namib mọi người ạ. Thân xanh sạch nhá mọi người nhá. Đấy có bác nào chốt đơn đấy 1,7 triệu thì em tách cho mọi người nhá. Còn nếu mà bác nào thích siêu tầm cả giò này, 13 thân mọi người nhá. 13 thân này, 3 thân dài này. Tất cả 13 thân là 8,5 triệu thì em mới chốt được. Cây nhỏ là cây gì vậy? Bệt. Bệt bác Hải Hải Lý Quốc ơi. Bệt lưỡi ống đắc đây Tây Nguyên nhá. Đấy con đấy 350 này. Em lên con này 350k này. Dòng bệt nó đắt nhá mọi người nhá. 350 thì bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Đấy 350 đơn đấy mọi người nhá. Đây ạ, à, có bác nào thích cả giò này thì 8,5 triệu. Còn đâu nếu bác nào thích một siêu tầm cái hàng lá mít, ám lá mít này nhá mọi người nhá. Một thân này, mấy cả hai mầm gốc rất chi là ok luôn rồi này. Đây có bác nào thích thì em tách ra 1,7 triệu. Các bác nào thích ok thì em tách cho mọi người nhá. Cái dòng ám lá mít này mọi người ạ. 13 thân là 8,5 triệu nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em này. 8,5 triệu cái đơn đấy mà có bác nào thích tách thì em tách cho mọi người. Nó là bình tĩnh nhỏ. Một cái đơn bé này này. Đây là một thân dài đây mọi người nhá. Đây mọi người nhìn rõ chưa ạ? Đây là một thân dài này, hai mầm gốc nha mọi người nhá. Rất chi là ok luôn rồi này. Có bác nào thích thì em tách cho 1,7 triệu. Có bác nào chốt thì em tách cho này. 1,7 triệu nhá. Có bác nào chốt thì em tách cho này. Cái dòng ám lá mít này mọi người nhá. Đây ạ. Còn cả giò này em bán 8,5 triệu mọi người nhá. Đấy cả cái giò này. Đấy mọi người xem, đây em bán 8,5 triệu này, 13 thân này. Bác Hải Lý Quốc ơi, 250 không chốt được à? Không chốt được. Nhé. Không chốt được 250 dòng bệt nhá, bác Hải Lý Quốc ạ. Đấy có bác nào siêu tầm cả giò này thì alo cho em nhá. 8,5 triệu giò ám lá mít này mọi người nhá. Đấy còn bác nào thích tách thì chốt 1,7 triệu thì em tách cho mọi người cái kỳ ở ngoài này. Đấy cái kỳ ở ngoài này là hai mầm gốc rồi nhá. Thôi. Đấy 1,7 triệu có bác nào thích ok thì em tách cho. Đấy có bác nào thích thì em tách cho nhá. Đấy bác Hải Lý Quốc ơi, bệt thì 3,250 không tách không chốt được này. Dòng bệt nó đắt nhá. Đây em sẽ lên một con ám phân thùy mọi người nhá. Lên một con ám phân thùy này 25 sen này mọi người ơi. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Càng ngày càng ít người xem tụt mưu rồi mọi người ơi. Đấy con này 700k này, kỳ dễ lên rất chi là ok luôn rồi nhá. Chưa có mầm gốc nhá mọi người nhá. 25 sen rồi này, 700k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Em còn có mỗi con kiến này. Kiến với cả dòng ám phân thùy nhá. Có bác nào chốt với cả dòng lá mít này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Ôi. Đấy con này 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. Chốt con ám phân thùy này mọi người nhá. 700k này. Hôm nay không có bác nào thích siêu tầm hàng to hay sao ấy. Đơn to không có bác nào thích siêu tầm hay sao ấy. Tự nhiên đấy mọi người nhá. Kỳ dễ lên rất chi là ok luôn rồi này. Đấy con này 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. Hơn con này của em 25 sen mọi người nhá. Kỳ lên rất chi là ok luôn rồi, khỏe mạnh rồi nhá. Đấy 700k có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Ám phân thùy mọi người nhá. Ám phân thùy. Con này 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 700k đơn này nhá mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Mọi người vừa xem live vừa chia sẻ kéo mưu cho em đây ạ. Vâng ạ, em chào bác Neo Phan ạ. Còn bác nào có ám phân thùy thích cái siêu tầm bé đây, một mầm gốc kỳ 52. Đây có bác nào thích cái đơn này không ạ? Ám phân thùy đơn bé này em vừa tách đây. Con này kỳ 52 mọi người nhá. Con này 18 sen rồi mọi người ơi. Lên một mầm gốc rồi. Kỳ 52. 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k đơn này mọi người nào chốt thì ok cho em này. Ám phân thủy. Kỳ 53 mọi người nhá. Đấy. Một mầm gốc mọi người ơi, 550 có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám phân thủy này này. Đơn to không bác nào thích thì nên đơn bé này. Đấy 550k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Vâng ạ, em chào bác Hà Lê ạ. Đây 550k cho ám phân thùy này có là chốt thì ok cho em này. Cho các bác xem mặt hoa đi ạ. Vâng ạ, cho đợi em cho các bác xem mặt hoa của ám phân thùy mọi người nhá. Con này 550k cho con này. Hơn 10 sen mọi người nhá. Kỳ 52. Một mầm gốc nhá mọi người nhá.
17 đã 18 sen rồi. Mặt hoa ám phân thủy. Đây mặt hoa của ám phân thủy đây mọi người nhá. Đấy mặt hoa của ám phân thủy đấy ạ. Rất chi là xuất sắc luôn. Đấy có bác nào chốt đơn này 550 này. Kỳ 52 này. Một mầm gốc nha mọi người nhá. Lên một mầm gốc rất chi là ok luôn rồi này. Đấy, em vừa tách xong này. Đơn bé này 550 có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Cho con ám phân thủy này. Kỳ 52 mọi người nhá. Một mầm gốc rất chi là ok luôn rồi này. Lên một mầm gốc rồi mọi người nhá. 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Cho các bác xem mặt hoa này nữa. Vừa đi chụp một cam sau cho nó. Vâng ạ, em thấy bác Hà Lê rồi ạ. Bác xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Chụp cam sau. Đây mặt hoa của ám phân thủy mọi người nhá. Rõ. Đây mặt hoa của ám phân thủy nhá mọi người nhá. Ngửa lên nói. Đấy mặt hoa của ám phân thủy đấy mọi người ạ. Đấy con này 550 có bác nào chốt thì ok cho em đơn ám phân thủy này. Vâng ạ, em chào bác Quốc Anh ạ. Bác xem like bác cho em xin một chấm tương tác với ạ. Con này 550k này. Kỳ 52 mọi người nhá. Một mầm gốc ở đây này. Cho con ám phân thủy này 550 có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Lên đơn bé cho mọi người siêu tầm đấy ạ. 550k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Ám phân thủy mọi người nhá. Kỳ 52 này. Một mầm gốc mọi người nhá. Dễ rất chi là ok luôn rồi này. Con này 15 sen mọi người nhá. 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Đấy 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k cho đơn này mọi người nhá. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vừa xem like vừa cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đây không bác nào chốt em này nên một đơn kiến đây. Có bác nào thích nên đơn kiến hòa bình này thì chốt cho em 500 này. Hơn 20 sen mọi người nhá. 500k này. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 500k. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy 500k cho đơn kiến này mọi người nhá. Hơn 20 sen rồi 500k. Có bác nào chốt thì ok cho em này. 500k mọi người nhá. Cho đơn kiến này có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. Hơn 20 sen mọi người nhá. Có Di Linh. Em không có Di Linh nha bác Lan Rừng ạ. Đây ạ, đơn kiến này em có ám lá mít đấy. Có một giò ám lá mít này có bác nào chốt thì 8.500.000 nhá. 8.500.000 giò ám lá mít này 13 thân mọi người ơi. Đấy, giò ám lá mít này 13 thân này. 8.500.000 có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Cả giò này 8.500.000 có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy, cả một giò ám lá mít này mọi người nhá. Thân xanh sạch rồi. 13 thân mọi người nhá. 8.500.000 có bác nào chốt thì ok cho em này. 8.500.000 mọi người nhá. Có bác nào thích thì con tách thì em tách cho một kỳ này. À một thân già và hai mầm gốc đây. Đấy có bác nào ok 1.700.000 thì em tách cho này. Đấy tách cho cái thân bé này. Đấy cả giò là 8.500.000 có bác nào chốt thì ok cho em này. 8.500.000 giò đấy mọi người nhá. Đây ạ, nên một con kiến này có bác nào chốt thì ok cho em 500 này. 500k đơn kiến này mọi người nhá. 500k cho đơn kiến này. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy con này 500k có bác nào chốt thì ok cho em này. Đơn kiến hòa bình mọi người nhá. Kiến hòa bình mọi người ơi. 500k. Có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Đấy 500k đơn kiến này hơn 20 sen mọi người nhá. 25 sen này. Đấy 500k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Mọi người chia sẻ comment cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều cho em đi ạ. Kéo mưu lên cho em đi ạ. Chia sẻ nhiều các hội nhóm cho em đi ạ. Vâng ạ, em chào bác Dinh Bùi ạ. Bác xem like, bác chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy con kiến này 500k có nào chốt được ok cho em này.
Con này 2 la 2 5 sen mọi người nhá. Ki lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này, có 500k có là chốt thì ok cho em nhá. Mọi người nhá, 500k đơn này này. Ki dễ lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy đơn này 500k có là chốt thì ok cho em nhá. 500k đơn này mọi người nhá. Cho hàng Kiến Hòa Bình này nhá. 500k có bao yêu thích mà chốt thì ok cho em này. 500k. 25 sen mọi người nhá. Ki lá lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi, ki dễ lên rất chi là khỏe mạnh luôn này. Đấy con này 500 có nào chốt thì ok cho em này, 500k này. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em đây này, 500 này. Đấy có bác nào yêu thích chốt ok thì cho em 500 này. 500k. Không bác nào thích hàng Kiến à? Còn đúng một đơn Kiến đấy, có bác nào thích thì ok cho em 500 nhá. 500k đơn đấy. Bây giờ em sẽ lên một con ám phân thùy mọi người ơi. Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Lên một con ám phân thùy đây mọi người nhá. Đây là một con ám phân thùy này. Ki 52 mọi người nhá. Một mầm gốc rất chi là ok luôn rồi này. Con này của em là 10. Một mầm gốc mọi người nhá. 17 sen này. Con này 550 có là chốt thì ok cho em này. Ám phân thùy mọi người nhá. 550k có là chốt thì ok cho em nhá. 550k mọi người nhá. Ki 52 này, một mầm gốc mọi người nhá. Một mầm gốc đây ạ. Mặt hoa đây. Quay cam sau. Đấy ạ, 550k các bác nào chốt cho con đám phân thùy này thì ok cho em này. Các người đi quốc lấy cây bệt 250 đi. Quay đây em sau. Quay cam sau đây ạ. Đấy thế này. Đây là mặt hoa của ám phân thùy đây mọi người nhá. Mọi người xem mặt hoa của ám phân thùy hộ em nhá. Mặt hoa của ám phân thùy đây ạ. Đây bác. Đây ạ, à, con này 550k có nào chốt thì ok cho em này. Ki 52 mọi người nhá. Ki 52 bao giờ cũng đắt hơn ki 51 mọi người nhá. Đấy một mầm gốc này, 550 này có nào chốt mở hàng em đơn này không ạ? Ám phân thùy mọi người. Đây. Ôi giời ơi này. Hết người xem. Đây ạ, à, em sẽ lên con ám phân thùy này 550k có nào chốt thì ok cho em này. Không được. Vào xem rồi. Mọi người vào xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Nước ngoài. Được rồi. Ngoài à. Kết bạn bọn mày làm gì? Ai kết? Mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm cho mẹ ạ. Kéo mưu lên ạ. Các bác ra ngoài hết rồi ạ. Vâng ạ. Em chào ba người đang xem like của em ạ. Vừa đang like thì có người gọi ạ. À. Mọi người thông cảm cho em nhá. Đây ạ. À, lên một con. Lên một con ám phân thùy này. Lên một con ám phân thùy này nhá. Nào. Biết được. Được nào. Sao. Được rồi. Tắt được. Bọn này. Sao nước ngoài gọi vào đây nhỉ. Vâng ạ. À, mọi người xem nay chia sẻ cho em đi ạ. À. Em chào bác Tam Anh ạ. À. Em sẽ lên một con ám phân thùy mọi người nhá. Đây ạ, à, con này kim 2 mọi người ạ. À. Một mầm gốc đây nhá mọi người nhá. Con này 17 sen này. Con này 550k cho con ám phân thùy này. Kim 2 mọi người nhá, một mầm gốc này 550k có nào chốt thì ok cho em này. 550k có nào chốt thì ok cho em đây này, ám phân thùy mọi người nhá. 550k. Vâng ạ, à, em chào bác Võ Thông ạ. Đấy 550k cho con đám phân thùy này. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với mọi người ơi. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đơn này 550k có bao nào, con đám phân thùy này có bao nào chốt thì ok cho em này. Ki 52 mọi người nhá. Một mầm gốc rồi. Rất chi là ok rồi. Đấy con này 550 có bao nào chốt thì ok cho em đơn này này. Mọi người muốn xem hàng gì các bác cứ comment ở dưới em lên hàng các bác xem nhá. Nhà em hôm nay có ám phân thùy này, còn ám phân thùy này, kiến này, và một đơn hồng nhá mọi người nhá. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Bây giờ em sẽ lên một con ám phân thùy to đây ạ. Có là chốt thì ok con này này, 25 sen mọi người nhá. 25 sen này, ki lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi. Con to này 700k, có là chốt thì ok cho em này. 700k con ám phân thùy này mọi người nhá. 700k này, có bao nào chốt thì ok cho em đây này nhá. 700k này.
Đấy 700k đơn này, có bác là chốt. Chốt thì ok cho em đơn này này. 700k mọi người nhá, ám phân thùy này. 700k cho đơn ám phân thùy này này. Đấy có bác là chốt thì ok cho em nhá. 700k mọi người ạ. Ám phân thùy này. 700k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Đấy có bác nào thích nên đơn bé, nên đơn bé. Đơn bé 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. Mọi người vừa xem live vừa chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đây em sẽ lên một con kiến này, kiến hòa bình nhá mọi người nhá. Còn đúng một kỳ này thôi. Còn đúng một kỳ kiến hòa bình này. Con này 25 sen mọi người nhá. Đấy con này có bác nào chốt thì ok cho em 500 này. 500k con kiến này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. 500k mọi người nhá. Vâng ạ, em chào bác Thê Đam ạ. Bác xem live bác chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ comment cho em đi ạ. Bác Hải Lý Quốc cứ bảo chốt con bệt 250. Đấy em lên con kiến này có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Bác Hải Lý Quốc bảo chốt con bệt 250. Bác trẻ em rẻ quá, nếu bác Hải Lý Quốc chốt thì ok cho em 300 nhá. Đây bác Hải Lý Quốc ơi này. Cái dòng bệt nó đắt nhá bác Hải Lý Quốc này. Thân già vẫn nguyên này. Đấy bác mà chốt thì 300 này. Gộp đơn này. Đấy bác Hải Lý Quốc mà ok thì chốt cho em này. Đây ạ, à, lên con kiến này có bác nào thích hàng kiến hòa bình thì ok cho em đơn này là 500 nhá mọi người nhá. 25 sen rồi mọi người nhá. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy đơn này 500k có nào chốt thì ok cho em nhá. 500k có nào chốt thì ok cho em này. Đấy 500k bắt đầu chốt thì ok cho em nhá. 500k đơn kiến này mọi người nhá. 500k có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Còn có hai người đang xem, mọi người xem like chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Đơn này 500k bắt đầu chốt thì ok cho em này. Cho con kiến này mọi người nhá. Kiến hòa bình này, 500k này đơn cuối cùng này. Có bác nào thích hàng ám phân thùy, mọi người thích hàng gì các bác comment lên em lên hàng cho bác xem nhé. Mọi người thích hàng gì các bác cứ comment để em lên hàng cho mọi người xem nhé. Hải Lý Quốc 250 chốt đi gộp đơn luôn. Đấy, có bác nào thích hàng ám phân thùy thì em lên hàng ám phân thùy cho mọi người xem nhé. Con to này của em 700 nhé mọi người nhé. Đấy, cái con to của em là 700 này mọi người ơi. Con này của em 20 sen, à 25 sen rồi mọi người nhá. Đây em lên con to đây ạ. Con này 700 mọi người nhá. Nói tên khác, nó có tên khác. Vâng em chào bác Quân Chùa. Sao gọi là bệt? Bệt nơi ống đăng đây Tây Nguyên mọi người nhá. Bác Hải ý nhá, không có tên khác ạ. Bệt đăng đây nó khác. Đây là em chào bác Quân Chùa nha, mọi người xem live chia sẻ cho em đi ạ. Đây là em sẽ lên một con ám phân thùy mọi người nhá. Đây là con này 25 sen này, con ám phân thùy này. Chưa có một kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Con này 700, có bác nào chốt thì ok cho em đây này, 700 này. 700 mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em này, 700k đây này mọi người nhá. Đấy 700, có bác nào chốt thì ok cho em này. 700k 25 sen mọi người nhá. 700 có bác nào chốt yêu thích ok chốt thì cho em 700 này. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi mọi người nhá. Đấy 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. Quá yêu thương luôn, 700 là giá giao lưu rồi mọi người nhá. Đấy 700k con này 25 sen nhá. 700k có bác nào chốt thì ok cho em này. 700k mọi người nhá. Hàng gì vậy? Bao nhiêu? Bác Hùng nào hỏi đây nhỉ? Sao không thấy comment chạy nhỉ? Hùng Lan. Hùng. Bác hàng gì vậy? Hùng nào? Đấy ám phân thùy. Vâng ạ, em bác chào bác ám phân thùy nhá bác nhá. Đây đơn này 700k này, có bác nào chốt thì ok cho em này. 25 sen nhá mọi người nhá. Đấy con ám phân thùy này 25 sen 700k này, có bác nào chốt thì ok cho em này.
Vâng, em chào bác Phiên Đỗ này, em chào ba hai người đang xem này. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy con ám phân thùy này 700 có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Cho đơn to này. 700k mọi người nhá. Có bắt đầu chốt thì ok cho em này. 700k con ám phân thùy này nhá mọi người nhá. Đây em sẽ lên đơn bé này, có bắt đầu thích đơn bé em lên đơn bé đấy. Con này nhá, key 52 mọi người nhá, ha, một bầm gốc này, key 52 một bầm gốc rất chi ok luôn rồi này. Con này 550 có bắt đầu chốt ok cho em này. 550 mọi người nhá. 550k có bắt đầu chốt thì ok cho em nhá. 550k đơn ám phân thùy này. Đấy có bắt đầu chốt thì ok cho em này. 550 mọi người nhá. Cho đơn ám phân thùy này có bắt đầu chốt thì ok cho em này. 550 mọi người nhá. 550k mọi người nhá. 250 cho luôn đi rồi luôn. Ôi trời ơi bác mệt, bác Hải lý quốc quá. Ồ bác mà gì để ồ, bác gì đó. Thôi để cho bác không phải gì đó. Hàng của nhà mình có nọ bỏ con nữa. Thôi chốt cho bác Hải lý quốc này, mệt với bác quá. Thôi là sau bác mua em. Lần sau bác vào lại mua ủng hộ nhà em nhá. Này 250 em gộp đơn cho bác này. Bác Hải lý quốc này. Bác gộp đơn thì ok cho em đấy ạ. Bác cho con bệt này. Em... Mọi người chia xong like chia sẻ cho em đấy ạ. Vâng, em chào bác Nguyễn Tranh Nghĩa. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đấy bác Hải lý quốc vào chỗ ốp chốt thì ok cho em này. Cho đơn bệt nơi ống này nhá bác Hải lý quốc ơi. Em gộp đơn cho bác này. Bác mà chốt thì ok cho em với ạ. Đấy bác mà chốt thì ok cho em đơn đấy nhá. Đấy có bác nào thích hàng ám phân thùy em lên đơn bé đây mọi người nhá. Đấy bác Hải lý, vâng ạ, à, chốt cho bác Hải lý quốc này gộp đơn này. 250 cho con bệt này. Ghi vào cho bác Hải lý quốc. Đây ạ, à, nên con này key 52 nha mọi người nhá này. Key 52 đây mọi người ơi. Một bầm gốc đây ạ. À. Con này 550k. Vâng ạ, à, em cảm ơn bác Hải lý quốc ạ. À. Lần sau bác mua hàng bác vào ủng hộ nhà em nhá. Bác vào chia sẻ ủng hộ nhà em với ạ. Đây ạ, à, đơn này 550k có bắt đầu chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Cho đơn ám phân thùy này mọi người ơi. 17 sen nhá. 550k này. Có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Không còn người xem, còn có một người đang xem. Đây mọi người ơi. Mọi người vào xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đây ạ, à, em có một giò này. Giò ám lá mít này nhá. Có bác nào thích yêu thương này. Chốt cả giò cho em thì 8 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. 8 triệu rưỡi cái giò này 13 thân mọi người nhá. 13 thân này. 8 triệu rưỡi này. Có bác nào thích thì em tách cho mọi người một ki này. Một ki và hai mầm gốc luôn rồi nhá. Một thân già và hai mầm gốc này. 1 triệu 7 có bác nào thích thì chốt ok em tách cho này. 1 triệu 7. 1 triệu 700k nhá mọi người nhá. Đấy có bác nào thích hàng ám lá mít này. Có bác nào thích cả giò thì 8 triệu rưỡi mọi người nhá. Còn đâu tách một kỳ này ra này. Một thân già này. Một thân già đây mọi người nhá. Này một thân già này hai mầm gốc này. 1 triệu 7 có bác nào thích thì em tách cho nhá. 1 triệu 700k nhá mọi người nhá. 1 triệu 700k cho một cái thân già này và hai mầm gốc mọi người nhá. Hai mầm gốc đây mọi người nhá. Có bác nào thích thì em tách cho này 1 triệu 7 này. Có bác nào thích ok chốt thì em tách cho 1 triệu 7 này. Còn cả giò là 8 triệu rưỡi mọi người nhá. 13 thân có bác nào chốt thì ok cho em này. Đấy mọi người xem live vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Có bác nào thích hàng kiến thì các bác comment ở dưới em lên hàng các bác xem nhá. Nhà em còn kiến này. Còn dòng kiến này mọi người nhá. Đây là em sẽ lên một lốp một con hồng này. Hồng mất số hòa bình này. Có bác nào chốt đơn này thì ok cho em này. Đấy, có bác nào chốt đơn hồng này thì 350 chốt thì ok cho em này, còn một đơn hồng này. Đấy 350 cho đơn hồng này, có bác nào chốt thì ok cho em này. Hồng mắt sức hòa bình nhá. Hồng mắt sức hòa bình này, có bác nào chốt thì ok này, 350 này. Mọi người vừa xem live vừa chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy đơn này 350 này cho đơn hồng mắt sức hòa bình mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok đơn này này, còn đơn cuối cùng đây. Có bác nào chốt thì ok cho em này.
350 nhá mọi người nhá. Cho đơn hồng này, hồng mất sức hòa bình này. 350k này. Vâng ạ, em chào bác Nguyễn Phước Lộc ạ. Bác xem live bác cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đơn hồng này 350, hồng mất sức hòa bình này có là chốt thì ok cho em này. 350 mọi người nhá. 350k này. Cho đơn hồng mất sức hòa bình này mọi người nhá. Có ai yêu thương chốt thì ok cho em 350 này. Mọi người vừa xem live vừa chia sẻ cho em đi ạ. Đấy 350 đơn này có bắt đầu chốt thì ok cho em nhá. 350 mọi người nhá. 350k này. 15 người xem. Có 4 người, xem máy nào 15 người. Mọi người vừa xem live cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy cái đơn hồng mắt số hòa bình này. Còn đơn cuối cùng đây. Con này 350 có lò chốt thì ok cho em đơn hồng này này. 350k nha mọi người nhá. Con này hơn 10 sen rồi mọi người nhá. Cho đơn hồng mắt số hòa bình này. Đấy có bác nào chốt đơn hồng mắt số hòa bình này 350 thì ok cho em này. Sao lúc ấy gọi cho Tuấn Anh nghĩ không nghe máy à? Mọi người vừa xem live và chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đấy con hồng này 350 có lò chốt. Vâng em chào bác Mimi nhá. Bác xem live cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đơn hồng này 350 có lò chốt thì ok cho em này. Cho đơn hồng 350 mọi người nhá. Đấy đơn hồng này 350 có lò chốt thì ok cho em này. 350k mọi người nhá. Có bác lò chốt đơn hồng này thì ok cho em này. Hồng mất sức hòa bình mọi người nhá. Hồng mất sức hòa bình ạ. 350k có lò chốt thì ok cho em này. 350k mọi người nhá. Cho đơn hồng này. Hồng mất sức hòa bình. Bác nào chốt thì ok. Vâng em chào bác Song Nhi ạ. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ vừa comment cho em đi ạ. Đây em sẽ lên một đơn này. Đơn ám phân thùy mọi người nhá. Lên một con ám phân thùy cho mọi người. Con bé cho mọi người siêu tầm đây. Con này kia 52 mọi người nhá. Một mầm gốc rất chi là ok luôn rồi này. Mầm gốc đây mọi người nhá. Đây một mầm gốc đây mọi người ơi. Đấy con này 550k có bác nào chốt thì ok cho em đây này 550 này. Cho con ám phân thùy này mọi người nhá. Ám phân thùy 550 có bác nào chốt thì ok cho em này. 550 có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Cho đơn ám phân thùy này key 52 mọi người nhá. Một mầm gốc này. Rất chi key lên rất chi là khỏe mạnh ok rồi. Đấy đơn này 550 này. Có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 550 mọi người nhá. Có bác nào chốt thì ok cho em đơn này này. 550 này. Của em 17 sen mọi người nhá. Key 52 một mầm gốc rồi. Đấy có bác nào chốt 550 thì ok cho em này. Mọi người vừa xem live vừa comment chia sẻ cho em đi ạ. Đấy có bác nào thích chốt hàng gì thì bác lên hàng em lên. Các bác comment em lên hàng cho bác xem nhá. Các bác comment em lên hàng cho bác xem nhá. Không muốn xem hàng gì nhà em còn ám phân thùy mọi người nhá. Ám phân thùy và một giò ám lá mít này. Ám lá mít nha mọi người nhá. Ám lá mít này. Mấy cả một con kiến này, một con hồng này. Đây nên con hồng mất xước này có bác nào chốt nốt đơn hồng này thì 350 này. 350k mọi người nhá. Em bán nốt đơn này không có bác nào chốt thì em nghỉ live này. Đấy đơn này 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. 350 mọi người nhá. Cho đơn hồng mất sức hòa bình này. 350 này có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Đấy là không có bác nào thích hàng lá mít thì em tách nhá. Mọi người cứ thích hàng gì các bác comment ở dưới em lên hàng cho bác xem nhá. Cái đơn này 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. 350k mọi người nhá. Còn mỗi một đơn hồng em bán nốt này. 350k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Cho đơn hồng đấy mọi người nhá. Đấy 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. 350k cho đơn hồng này nhá mọi người nhá. Còn đơn hồng cuối cùng có bác nào chốt thì ok cho em này. Vâng em chào bác Tùng Văn ạ. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy con này của em 350 này. Con hồng này có bác nào chốt thì ok cho em này. Mọi người vừa xem like vừa chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ cái lên các hội nhóm cho em đi ạ. Đấy, con này 350 giá quá yêu thương luôn mà không bắt nào chốt. 350 cho đơn hồng mắt sữa hòa bình này nha mọi người nhá. Hồng mắt sữa hòa bình này. 350k này. Còn đơn cuối cùng vừa bán vừa giao lưu mọi người này.
Có bác nào chốt thì ok cho em này. Đơn này hơn 10 sen mọi người nhá. Hơn 10 sen rồi ạ. 350 có bác nào chốt thì ok cho em này. 350. Bác Tùng Văn 200 nó không chốt được ạ. 350 là giá quá giao lưu luôn rồi đã. Đấy bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em này. Chứ 200 nó không chốt được nhá. Con này của em hơn 10 sen, kia lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy con này của em 12 sen rồi nhá mọi người nhá. Đấy con này 350 có bác nào chốt cho đơn hồng này thì ok cho em này. 350 đơn này này. Đơn hồng này. Em sẽ lên một con kiến hòa bình nhá mọi người nhá. Có ai thích hàng kiến lên đơn kiến này. 250 em không chốt được ạ. Em bảo rồi. Tại vì 350 này em đã bớt cho bác rồi nhá. Con này của em hơn 10 sen cơ. Bác Tùng Văn ạ. Hơn 10 sen của em rồi ạ. Đấy bác mà chốt thì em bớt cho bác ít tiền ship 330. Bác chốt thì ok cho em này. Còn đơn cuối cùng em bán nốt cho bác này. Giao lưu này. Đấy bớt cho bác ít tiền ship này. Con này 350 bác, à 330 bác chốt thì ok cho em này. Chứ còn 250 với 200 em không chốt được nhá. Đấy bác Tùng Văn ạ. Bác chốt thì ok cho em đơn này này. 330 này. Đấy em bớt cho bác tiền ship rồi. Đấy 330 thì bác chốt thì ok cho em nhá. Em sẽ lên một con kiến này. Có bác nào thích hàng kiến hòa bình đây. Còn đúng đơn này này. Đơn này 500k. Có nào chốt thì ok cho em này. 500k đơn này mọi người nhá. Con này của em 25 sen mọi người nhá. Vâng ạ, em chào bác Minh Châu ạ. 250 em không giao lưu được ạ. Đấy bác chốt thì 330 thì chốt thì ok cho ủng hộ nhà em chứ. 200 với 250 em không chốt được nhá. Cái hàng này thực ra em lấy vào nó cũng đắt rồi. Kỳ này rất chi là ok luôn rồi này. Vâng ạ, em chào bác Trường Viên ạ. Ôi còn mỗi một đơn hồng này thôi. Nếu mà bác chốt thì bác cho em 300 em mới chốt được 250 không chốt được. Đấy bác hết giá rồi bác Tùng Văn ạ. Bán giao lưu còn đúng một đơn hồng này thôi ạ. Chứ không còn cũng hết hàng luôn rồi. Bác vào mua em sẽ bán giao lưu lần sau bác vào ủng hộ nhà em ạ. Đấy bác Tùng Văn 300k mà chốt thì ok cho em này. Chứ 250 không chốt được này. Đấy bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em này. Quá giao lưu luôn rồi mà bác không chốt được nữa thì. Có mặt hoa ạ. Có mặt hoa bác Tùng Văn ạ. Đây là mặt hoa của Hồng Bát Xúc Hòa Bình đấy. Bác đợi em lấy lên mặt hoa cho bác xem nhá. Đấy còn đúng một đơn thì bán nốt giao lưu bác thôi chứ còn. Lần sau bác mua hàng em sẽ giảm giá. Chứ còn đơn này bình thường em không bán được 300 đâu. Lần sau em sẽ giảm giá. Của em hơn 10 sen rồi nhá. Bác lần đầu. Đây ạ, bác Tùng Văn này, mặt hoa của Hồng Bát Xúc đây nhá. Hồng Bát Xúc Hòa Bình này. Đấy mặt hoa đấy bác Tùng Văn ạ. Rất chi là đẹp luôn. Mặt hoa của Hồng Bát Xúc Hòa Bình đấy nhá. Đấy bác chốt thì 300 thì em chốt cho bác này. Còn đơn cuối em chốt nốt cho bác này. Đấy bác chốt thì ok cho em này. Đấy bác chốt đơn đấy thì bác ok cho em này. Vâng ạ, em chào bác Tiết Kim Anh ạ. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác mọi người ơi. Đấy mọi người vừa xem like vừa xem vừa cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đây em sẽ lên một con đây ạ. Một con ám phân thủy mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiều lên các hội nhóm kéo người xem cho em với ạ. Đây em sẽ lên một con ám phân thủy mọi người nhá. Đây con này key 52 mọi người này. Key 52 là một mầm gốc rồi mọi người nhá. Một mầm gốc rồi này. Con này 550k này. Có là chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Hồng đó. Đây bác Tiết Kim Anh ơi. Đây bác chốt con này thì cho em 300 này. Giá giao lưu luôn rồi. Còn đơn cuối em bán nốt này. Hơn 10 sen nhé bác Tiết Kim Anh này. Kỳ lên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Đấy bác Tiết Kim Anh mà ok chốt cho em này. Cái gì em? Cái nào? Đấu. Đào Phúc là bác cháu chơi game đây ạ. À, con này 550 con ám phân thủy này có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 550k con ám phân thủy này mọi người nhá. Kỳ 52 này một mầm gốc mọi người nhá. Một mầm gốc này. Đấy con này của em 17 sen này. 550k có bác nào chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá cho con ám phân thủy này. Vâng ạ, em chào bác Quốc Ai Quốc Trần ạ. Bác xem like cho em xin một chấm tương tác ạ. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ.
Đấy đơn này 550k có bắt đầu chốt thì ok cho em nhá. 550k này, mọi người vừa xem live vừa chia sẻ comment cho em đi ạ. Đấy 550k có bắt đầu chốt thì ok cho em nhá. Cái 6 mắt Thái Bình để đâu à? Thì ám rồi. Ám 17 sen 350. Bác Tùng Văn ơi 350 không chốt được ạ. À. Cái dòng này là ám phân thùy nhá. Ám phân thùy nhá. Cho bác xem mặt hoa. Bác Tùng Văn ạ. À. Còn con hồng này em mới chốt cho bác được 350 à 300 này. Đấy, bác chốt con hồng này thì 300 này. Đấy 300 là còn đơn cuối em giao lưu chốt giao lưu cho bác rồi ạ. Về cho bác siêu tầm thôi. Còn đơn hồng cuối này thì 300 nhá. Còn con ám phân thùy này của em là không được nhá. Con này key 52 nhá, bác Tùng Văn ạ. Đây cho bác xem mặt hoa. Key 52 này, một đồng gốc mọi người nhá. Mặt hoa này. Đây mặt hoa ám phân thùy em cây cam sau này. Cây cam sau cho rõ này. Đấy bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em đưa đấy 550 này, chứ 300 không chốt được nhá. Đấy mặt hoa của ám phân thùy đấy mọi người ơi. Mặt hoa của ám phân thùy mọi người nhá. Đấy bác chốt thì con này 550k nhá. Thì ok, chốt thì ok cho em này. Cái đơn hồng đấy nếu bác chốt thì em chốt cho bác 300. Đơn cuối cùng đấy. Đấy chứ còn đơn này em không chốt được 350 này. Đơn này key 52 mọi người nhá. Đơn này đúng 550, 17 sen em mới chốt được ạ. 550 có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Cho con ám phân thùy này mặt hoa vừa em cho các bác xem được ạ. Key 52 mọi người nhá. Một mầm gốc nữa thì nó ok luôn rồi này. Đấy, key nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi đây ạ. Đấy 400 em không chốt được bác Tùng Văn ạ. Thực ra là 550 này em đã giao lưu với bác rồi đấy ạ. Đã bớt cho bác. Bác Tiết Kim Anh 200. 200 hồng em không chốt được nhá. Bác chốt thì 300 cho em đi ạ. Trước bác kia bảo 250 em còn không chốt được. 200 không chốt được nhá. 300k là hết giá luôn rồi đấy ạ. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em này. 300k này. Đấy bác Tùng Văn mà chốt thì con này 550k em mới chốt được này. Con này 17 sen nhá. Con này của em key 52 bao giờ nó cũng đắt hơn key 51 mọi người nhá. Lên mầm mầm gốc rồi lên nhá. Lên mầm gốc rồi mọi người nhá. Con này 17 sen này. 550k bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em này. Key nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi. Rất chi là ok luôn rồi. Đây bác nhìn key đấy. Dễ rất chi là khỏe luôn rồi này. Em vừa tách ra đây. Đấy có bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em này. 550 này. Cái dòng ám phân thùy nó đắt mọi người nhá. Đấy cái mặt hoa của ám phân thùy vừa em cho mọi người xem đấy. Hay là tách ít 6 mắt Thái Bình ấy. Ngày mai. Mai. Đấy có. Vâng ạ, em chào bác Hùng Trình Đang ạ. Đấy mọi người xem like chia sẻ comment cho em đi ạ. 17 sen 400k em không chốt được bác Tùng Văn ạ. Thực ra là 550 đấy em đã giao lưu với bác rồi đấy ạ. Bác nhìn key của em ạ. Đây rất chi là ok luôn rồi nhá bác Tùng Văn ạ. Em không bớt được thế đâu ạ. Thực ra là 550 đấy em đã bớt rồi đấy ạ. Đây bác nhìn key 52 nhá bác Tùng Văn nhá. Key 52 này một mầm gốc này. 17 sen rồi, cái thân này key này lên 17 sen rồi này. Lá rất chi là ok luôn rồi nhá. Đấy bác chốt thì ok cho em đơn này này. Đấy 550 thì bác chốt thì ok cho em này. Chứ thực ra là 400 nó không chốt được này. Đấy cái đơn đấy mọi người nhá. Đấy bác Tùng Văn mà chốt thì ok cho em 550 này. Đơn nào em bớt được cho bác này em bớt. Đấy cái đơn hồng nếu bác chốt đơn hồng thì là 300. Để em chốt cho bác. Còn đơn cuối cùng. Mở bác nào đấy. Đấy bác Tùng Văn mà chốt đơn hồng là 300 này. Còn cái đơn ám phân thùy đấy là của em là 550 nhá. 550 là giá giao lưu rồi. Tại vì 17 sen rồi mọi người nhá. Ghi 52. Một mồng gốc rồi. Đây ạ. À, có bác nào thích cái giò này không ạ? Cái giò ám nam mít này này. Vâng, em chào bác Khắc Chiến ạ. Mọi người xem like cho em xin một chấm tương tác với ạ. Đây ạ. À, có bác nào thích cái giò lá mít này thì ok cho em này. Nếu bác nào thích cả giò này thì 8 triệu rưỡi mọi người nhá. Ám lá mít này. Con này chỗ này là 13 thân mọi người nhá. 8 triệu rưỡi có bắt đầu chốt thì ok cho em này. 8 triệu rưỡi mọi người nhá. 8 triệu rưỡi cái giò lá mít này. Còn bác nào thích thì em tách cho đây này. Tách cho các bác một thân này. Hai mầm gốc ô rất chi là ok luôn rồi. Lá mít mọi người nhá. Ám lá mít 1 triệu 7 có bác nào thích thì em tách cho mọi người nhá. Cái tách cái thân ở ngoài này này. Cái thân dài đây ạ. Rất chi là dài luôn rồi này. Đấy và hai mầm gốc nhá mọi người nhá. 1 triệu 7 có bác nào ok thì em tách cho này.
Còn đâu cả giò là 8 triệu rưỡi mọi người nhá. Mọi người xem like, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Comment cho em đi ạ. Đấy, có bác nào thích cái dòng áo 5 mít thì mọi người thích cả giò thì là 8 triệu rưỡi mọi người nhá. 8 triệu rưỡi một giò này nhá. Áo 5 mít 13 thân này. Nếu mà bác nào thích thì em thích mà siêu tầm cái hàng đấy thì em cũng tách cho mọi người. Em không bán mắt ngủ bác Tiết Kim Anh ạ. Em bán là em bán cả cái này luôn đấy. Đây có bác nào thích tách đi đây đây. Đây có bác nào thích thì thích siêu tầm cái hàng này thì em tách một cái thân này ra này. 12 mầm gốc này là 1 triệu 7. Có bác nào thích thì ok em tách. Chứ còn mắt ngủ này em không bán. Em không bán mắt ngủ. Em bán cả kỳ này về các bác thích tách hay các bác thích cắt nào kệ các bác. Em bán cả cái này cơ ạ. Cả một cái kỳ dài này nhá mọi người nhá. Này. Cả cái kỳ dài này này. Và 22 cái mầm gốc rất chi là ok rồi này. 1 triệu 7 có bác nào chốt thì ok cho em này. 1 triệu 7 còn đâu cả cái giò đấy 13 thân là 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em nhá. Vâng ạ, em chào bác Nguyễn Mộc ạ. Cái giò ám nam mít đây 8 triệu rưỡi có bác nào chốt thì ok cho em này. Chứ còn mắt ngủ này em không bán nhá mọi người nhá. Đấy, còn nếu bác thích nào thích cái này thì em tách cho này. Một cái thân già này và hai mầm gốc này là 1 triệu 7 ok thì em tách này. Nó cũng sắp ra hoa rồi sao ấy. Xuống hết lá rồi mọi người nhá. Đây này, nó ra hết rồi ạ. Đấy là 1 triệu 7, có bác nào thích thì chốt để em tách ra. Chứ còn mắt ngủ này em không bán. Mắt ngủ. Đây em lên con ám sân thùy này, có bác nào chốt thì ok cho em này. Kỳ 52 mọi người nhá. Kỳ 52 này, mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Nhà em ở Mộc Lam Duy Tiên Hà Lam ạ. Đấy bác Tùng Văn ạ. Mộc Lam Duy Tiên Hà Lam nhá. Bác cần nếu mà thích cái này xuống, em cho địa chỉ xuống tận nơi. Đây ạ, đấy nếu bác nào có thích cái dòng ám nam mít này thì các bác liên hệ cho em nhá. Đấy dòng ám nam mít này có bác nào thích tách thì em tách cho bác một kỳ này, hai mầm gốc này. Ok, 1 triệu 7 thì em tách này, chứ còn bắt ngủ em không bán này. Còn cả giò này bác nào yêu thích bê cả giò này thì 8 triệu rưỡi mọi người nhá. 8 triệu rưỡi cho giò ám nam mít này này. Lên rất chi là ok luôn rồi này. 13 tay, 13 thân nhá mọi người nhá. 13 thân là 8 triệu rưỡi, có bác nào chốt thì ok cho em này. Đây em sẽ lên một đơn ám phân thùy đây. Có bác nào thích thì chốt đơn này này, kỳ 52 này. Một mầm gốc đây mọi người nhá. 550k đơn này này. Có bác nào chốt thì ok cho em này. Đó. Đấy có bác nào chốt thì ok cho em 550k này. 550k có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 550k mọi người nhá, kỳ 52 này. Một mầm gốc này. Cái thân cái kỳ to này 17 sen mọi người nhá. Đấy 550k có nào chốt thì ok cho em này. 550k mọi người nhá. Đấy 550k có nào chốt thì ok chưa? 400 em không chốt được bác Tùng Văn ạ. Em muốn chốt cho bác lắm nhưng mà em không chốt được ạ. Cái dòng này em lấy vào nó cũng đắt rồi nhá mọi người nhá. Con này kỳ 52 bao giờ nó đắt hơn kỳ 51. Bác Tùng Văn mà ok thì 550 này. Em mới chốt được. Đây là đơn to của em đây ạ. Còn chưa có mầm gốc đây bác Tùng Văn ạ. Đơn này của em còn 700 cơ. Chưa có mầm gốc này. Đây này. Bác Tùng Văn nhìn đơn này 700 đây ạ. Chưa có mầm gốc luôn rồi ạ. Đơn của bác còn kỳ 52 rồi. Con này là kỳ 51 nha mọi người nhá. Đấy bác Tùng Văn đây kỳ 51 này. Chưa có mầm gốc luôn này. Đơn này của em 700 này. Đơn này 550 là giá quá giao lưu rồi. Đấy bác chốt con này kỳ 52 này. Chốt 5 nít. Xong. Không chúng bác đấy. Không phải mặc cả nữa. Em không gì nữa. Chứ còn bác thực bác ra là 400 bác... em không chốt được. Em không có tí công nào luôn. Bác Tùng Văn đã mua lần nào chưa? Chưa. Chưa. Bố bác lần đầu em giao lưu để bác 500 không có giá. Tại vì cái hàng này lấy vào nó đắt rồi không được bao nhiêu đâu. Đấy bác Tùng Văn mà. Đấy bác cứ. Gọi là bác cũng nhiệt tình mua. Em thì cũng muốn bán cho bác siêu tầm nhưng mà giá đấy em không để được. Nếu mà bác chốt thì ok cho em 500 thì em mở hàng cho bác đơn này. Lần sau bác vào. Đấy anh em mình giao lưu lần đầu lần sau. Đấy bác vào siêu mua ủng hộ nhà em. Đấy 500 bác chốt được thì ok chứ còn 400 em không chốt được nhá. Đấy em nói hết giá rồi. Đấy còn bác chốt được thì ok. Bác ủng hộ nhà em. Còn chưa 400 em không chốt được. Em không mở hàng được bác Tùng Văn ạ. Cái đơn hàng của em. Bác nhìn cái đơn hàng của em rất chi là ok như thế này. Kỳ 52 này, một mầm gốc này. Em không thể chốt được cái đơn đấy, em không có tí công nào luôn. Quay là bán 500 là giá giao lưu bác rồi luôn.
100 bác đi uống nước hết mà. Có đây gì? Bác mặc cả với em làm gì đây? Cái kỳ rất chi là ok luôn rồi. Đây này. Dễ rất chi là ok luôn rồi này. Đấy 500 bác chốt thì em mở hàng cho bác. Tại vì bác cũng là người thiện chí muốn mua. Đấy thì 500 em chốt được cho bác. Chứ còn 400 em không chốt được. Đấy bác có thích cái hàng đấy thì siêu tầm mua thì ủng hộ nhà em thôi. Chứ 400 em không chốt được nhé. Em mà chốt được cho bác thì em chốt rồi. Chứ em không để bác mặc cả lâu làm gì đâu. Đây em nên đốt đơn hồng này ạ. Có bác nào chốt đơn hồng này không ạ? 300k này. Bác Tùng Văn đang trả lời. Thế cái Tùng Văn 450. Cái thùng 450 không chốt được ạ? Cái thùng kia 6 mặt Thái Bình để ở vườn dưới kìa. Ừ. Đấy bác chốt thì bác chốt thì 500 thì em chốt cho bác nào. Bác có chốt không thì em nghỉ nay đấy ạ. Hẹn các bác vào trưa mai. Đấy bác chốt thì 500 thì ok cho em thì mai em chuyển hàng cho bác. Chứ còn 450 em không chốt được nhá. Lấy ít em 6 mắt Thái Bình. Mai hãng bán. Đây con này hồng đây, hồng mắt xước Hòa Bình đây. Con này 300k có bác nào chốt thì ok cho em này. Bác Tùng Văn ơi 450 không chốt được ạ. Em mà chốt được em chốt cho bác rồi chứ em không để bác mặc cả với em lâu làm gì đâu ạ. Em cũng muốn bán cho bác đó, nhưng mà không bán được ạ. Đấy bác Tiết Kim Anh còn bảo thôi thêm 50k tại vì em đã nói hết lời luôn rồi đấy ạ. Thực ra là em đã bớt cho bác 50.000 tiền ship rồi. Tiền ship của bác không đến 50.000 đâu ạ. Đấy lần đầu giao new em bán ra đấy thôi chứ còn. Đây bác nhìn cái đơn của em 700 đây ạ. Còn đơn kia năm nhất luôn chưa có mầm gốc đây. Đấy đơn này 700 nhá. Đấy. Còn đơn của bác còn kia 52 rồi này. Cũng có mầm gốc luôn rồi. Có một mầm gốc rồi. Đấy bác mà chốt thì 500 cho em ok này. À. Mới chốt được cho bác này. Đấy chứ còn 450 không chốt được nhá bác Tùng Văn. Bác Tùng Văn này. 450 không chốt được. Đơn đấy không chốt được. Bác Tùng Văn có hàng lần nào có Châu không em? Chưa bác Tùng Văn chưa lấy đơn này. Có Châu. Có Châu. Em không có ạ. Bác Toàn Đỗ Đức ạ. Hôm nay có em bác nào có siêu tầm loại kiếm vàng mai với 6 mắt Thái Bình mai nhá. Đây ạ. Vâng ạ, chốt cho bác Tùng Văn này, 500 này. Đấy bác cứ mặc cả với em nói hết nước hết cái rồi. Em bảo em chốt cho bác này, em mở hàng cho bác 50. Vâng, chốt cho bác Tùng Văn 500 này. Đấy bác chụp màn hình cho em với ạ. Thực ra bác giải em 400 với 450 này em không thể chốt được. Em chốt được thì em không để bác vòng vo làm gì. Alo. Đấy bác cho em cái địa chỉ với cái số điện thoại bác Tùng Văn ơi. Vâng, vâng. 6 mắt Thái Bình đi ạ. Vâng thì vâng, vâng mai mai qua anh em nhá. Ok bác nhá. Đấy em gửi địa chỉ cho nhá. Vâng. Bác Tùng Văn số điện thoại. Đây ạ, em sẽ lên một con ám phân thùy nhá mọi người nhá. Đấy có bác nào thích đơn ám phân thùy to thì mọi người siêu tầm này. Cho đơn này 700 này. Con này 25 sen mọi người nhá. Chưa có mầm gốc này, ghi năm nhất nhá. Con này 700 này, có bác nào chốt thì ok cho em đơn này 700 này. Đấy 700k có nào chốt được ok cho em này. Đơn này 700k có nào chốt thì ok cho em này. Đấy 700k đơn đấy có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 700k đơn đấy. Mọi người vừa xem vừa chia sẻ cho em đi ạ. Vâng ạ bác Tùng Văn ơi em đóng vào ống nhựa. Bác cứ yên tâm ạ. Em đóng ống nhựa mà. Bác cứ yên tâm ạ. Đấy cái con ám phân thùy đấy thì con này 700 có bác nào chốt thì ok cho em này. 700 nha mọi người nhá. 25 sen này, kỳ năm nhất này, chưa có mầm gốc này. Kỳ nên rất chi là khỏe mạnh luôn rồi này. Thấy đơn này 700k bác nào chốt thì ok cho em này. 700k mọi người nhá. Khỏi bị hỏng ná. Vâng ok bác Tùng Văn ạ, em đóng ống nhựa. Vâng em chào bác Bê Đam ạ. Đâu nhỉ? Đến lại. Đâu? Ai? Đây à, có bác nào thích nốt đơn hồng này thì đấy con đấy của bác Tùng Văn. Tùng Văn 500. Đây em nên nốt một đơn hồng đây. Con này 300k có bác nào chốt nốt đơn hồng này cho em không? 300k. Có bác nào chốt thì em nghỉ nay nốt đơn này em nghỉ nay này. Hàng mai gửi sớm ạ. Đấy con này 300 có bác nào chốt thì ok cho em này. Gặp lại các bác chưa mai. Có bác nào chốt nốt đơn này thì em nghỉ nay này. Con này 300k cho con hồng mất xước này, có bác nào chốt thì ok cho em nhá. 300k này. Giá quá giao new luôn rồi.
Đấy 300k đơn này có bắt đầu chốt được ok đâu, cho em này. Bác Tùng Văn có địa chỉ cái gì cho. Bác Tùng Văn có địa chỉ rồi. Đấy con này 300k có bắt đầu chốt được ok cho em nhá. 300k đơn này này, cho đơn hồng này, hồng mắt sức hòa bình này. 300k có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Đấy 300k. Giá quá yêu thương luôn, hơn 10 cent rồi mọi người nhá. Đấy có bắt đầu ok thì ok cho em đơn này này. 300k mọi người nhá. Đấy 300k có bắt đầu chốt thì ok cho em này. Đấy mọi người có muốn xem hàng gì các bác comment ở dưới em lên hàng cho mọi người xem nhá. Mọi người muốn xem hàng gì em lên hàng cho mọi người xem nhá. Rồi không có ai chốt, không có ai xem nữa thì thôi em nghỉ nay nhá. Hẹn là gặp các bác vào đây là cái gì lúc đơn bệt đấy. Trưa mai. Trưa mai. Hẹn gặp các bác vào trưa mai nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ này.